Chương 1 Tiết tử Nguồn Mê truyện audio com Trong bầu trời tràn ngập sấm sét màu tím, ngàn vạn tia chớp không ngừng gầm thét, một nữ tu tóc dài phấp với đâm thẳng thanh lợi kiếm vào bụng một nam tu, nam tu miệng phun máu tươi, hai mắt trợn tròn, tự hồ không thể tin nổi, mà nữ tu chỉ hơi rũ mắt, biểu tình lãnh đạm nhìn hắn, sau đó chậm rãi rút lưỡi kiếm ra, sấm sét đầy trời chiếu sáng màn đêm rõ như ban ngày, khuôn mặt nam tu dưới ánh chớp lập lòe lộ ra sắc tái nhợt, lâm đạm, là ta. Con ngươi không chút nào gợn sóng của nữ tu hơi lóe lên trong chớp mắt, tiếp đó cô thấp giọng nỉ non. Ngươi! Không phải ảo giác của ta sao? Đúng vậy, nữ tu đang độ kiếp, vốn tưởng rằng nam tu là ảo ảnh do tâm ma của mình sinh ra, không ngờ hắn là thật. Nữ tu, cũng chính là lâm đạm, rút cuộc ngẩng đầu lên nhìn về phía sấm sét giăng đầy trời, trông thấy đám tu sĩ hoặc đang ngự kiếm hoặc đang huyền phù cách đó không xa, lúc này mới nhớ tới hôm nay là đại điển kết lữ của mình, nam tu trước mắt là đạo lữ mình đã theo đuổi mấy ngàn năm, làm bạn mấy ngàn năm. Nhưng thế thì đã làm sao? Có cố chấp tiếp tục chờ đợi, điên cuồng tiếp tục theo đuổi, tiếp tục bầu bạn lâu dài đi chăng nữa, cũng không thể sánh bằng một cái liếc mắt vô tình của yêu nữ nọ. Cho dù thời khắc ký minh ước sắp tới, chỉ cần yêu nữ nọ vừa xuất hiện, nhẹ nhàng phun ra một âm tiết như khóc như cười từ bờ môi mỏng đỏ thẫm là có thể lập tức lấy đi lý trí của người đàn ông trước mặt thời gian trở lại một giờ trước mắt thấy đạo lữ chậm chạp không muốn cắn rách đầu ngón tay lấy máu thề nguyện với mình lâm đạm còn có gì không hiểu một khắc kia nhìn thật sâu vào ánh mắt tràn đầy dãy dụa và hối tiếc của đạo lữ lâm đạm bỗng nhiên hiểu ra tất cả cô tháo bỏ hồng sa trên người lấy xuống đống đồ trang sức hoa lệ không chút do dự xoay người rời đi, khách khứ tới dự lễ còn chưa kịp xôn xao, trưởng bối hai bên còn chưa kịp la mắng, bầu trời đầy sao thình lình bị tầng tầng sấm sét kéo đến che phủ, cùng phong gào thét, uy áp khủng bố của thiên đạo bên trong sấm sét giống như đao sắc quất lên mặt các tu sĩ, khiến bọn họ đồng. Loạt trùng mình Đây là kiếp vân và kiếp lôi, vào giờ phút này, vào trường hợp đặc biệt thế này, lại có người sắp độ kiếp, người sắp độ kiếp không phải ai khác, mà chính là lâm đạm cô tu luyện vô cực đạo của vô cực tiên tông. Đạo pháp có ba ngàn loại, vô cùng ảo diệu. Vô cực đạo vừa vặn là đạo pháp khổ cực nhất trong số đó. Chú trọng đạo pháp vô cùng, đạo tâm vô cấu, đạo thể vô dục, chỉ có làm được ba điều này mới có thể bước lên con đường chân chính. Trong lòng lâm đạm từ đầu đến cuối luôn có một người giữ không được, bỏ không xong, làm sao có thể vô dục vô cầu? Chính vì điều này, dù cô sở hữu thân thể cửu âm, lại có thiên linh căn đơn hệ được gọi là thiên tài tuyệt thế của giới tu chân, cũng bị vây ở độ kiếp kỳ suốt hơn 600 năm, nhưng cô một chút cũng không luống cuốn. Cầu thăng thiên tại thế giới này không biết cớ gì bị hủy, cho dù thuận lợi độ kiếp, cuối cùng sẽ tiêu tan trong trời đất, phi thăng và chết đi cơ hồ là hàng số. Cô không gấp không phải vì sợ chết, mà là sợ mình không thể tiếp tục bầu bạn với người nọ nữa. Cô biết trong lòng người nọ cất giấu thật sâu một người khác, nhưng không sao cả, khi hắn gặp phải kiếp nạn cô từ đầu đến cuối không hề rời khỏi khi hắn rơi vào vực sâu cô lúc nào cũng ở bên nếu trái tim của hắn là huyền băng ngàn năm không đổi vậy cô chính là cửu dương liệt hỏa thề phải hòa tan được hắn cô một mực tin chắc bản thân mình có thể lấy được ánh mắt và tấm lòng yêu mến của hắn cho đến giờ phút này vì vậy cái gì cũng đã thay đổi cái gì cũng đã phai nhạt rồi nắm thật chặt trong tay nhưng dùng sức thế nào cũng không bắt được đồ vật đã buông tay rồi mất đi chẳng qua là chấp niệm và tâm ma, thứ có được lại là trời cao biển rộng. Lâm đạm trả đạo lữ cho yêu nữ vội vã chạy tới nọ, sau đó từng bước từng bước bước ra khỏi đại điện, đi tới dưới đám lôi vân đen nhánh. Ải tình mấy trăm năm không thể bước qua, trong phút chốc bị phá vỡ, cô phải đổ kiếp phi thăng, tâm ma đang dãy dụa, chuyển hóa ra rất nhiều hình ảnh ngọt ngào nhưng cũng chứa độc dược, định ngăn cản bước chân lâm đạm, tất cả bị cô từng kiếm chặt đứt cầu thăng thiên đã bị hủy, cô độ kiếp thất bại sẽ chết, độ kiếp thành công cũng sẽ chết, cuối cùng chạy không thoát khỏi kết cục ấy. Nhưng vậy thì đã sao? Cô không muốn dây dưa với những người này nữa, trần thế quá đục, thiên đạo quá rộng, dù cho hóa thành luồng gió mát, cô cũng muốn ngao du nơi chân trời, nhưng cô không hiểu nổi đạo lữ rốt cuộc nghĩ gì, lại tùy tiện xông vào lôi kiếp, tiến vào ảo cảnh, đưa mình lên trước mũi kiếm của cô phải biết đối phương cũng là đại năng độ kiếp kỳ, còn là kiếm khách đệ nhất của đại lục Nam Hoa, không có chuyện không tránh được công kích của mình. Lâm Đạm, Nam Tu không để ý bụng mình đầm đìa máu tươi, cầm thật chặt mũi kiếm của Lâm Đạm, cầu khẩn nói. Đừng đi. Không đi, Lâm Đâm chậm rãi rút kiếm ra khỏi lòng bàn tay hắn, giọng nói phiêu phiêu, ta còn có thể đi đâu. Đúng vậy, không đi ta còn có thể đi đâu lại giống như quá khứ liều mạng đuổi theo bước chân ngươi, bóng lưng ngươi sao? Ta đi theo ngươi sông pha mấy ngàn năm, cho tới giờ mới phát hiện, hóa ra người nào vẫn phải đi con đường của người ấy, nghĩ tới đây, Lâm Đạm ngay cả kiếm trong tay cũng không cần nữa, tiện tay ném sang một bên rồi đi về phía cầu Thăng Thiên đã gãy lìa. Nam tu vội vàng đuổi theo, nhưng do vết thương quá nặng nên chậm một bước, chỉ thấy bầu trời mở ra một lỗ hổng to, nuốt cả Lâm Đạm và kiếp lôi vào trong đợi đến khi hắn đuổi tới nơi cái gì cũng không còn nữa, kiếp vân, kiếp lôi, ánh điện, gia nhân, giống như bọc biển vậy, tiêu tán không còn chút nào. Lâm Đạm. Tiếng kêu khàn giọng của nam tu vang vọng trong bóng đêm mênh mông, thật lâu thật lâu không biết mất. Chúc mừng ký chủ trở về. Lâm Đạm vừa mới mở mắt ra, bên tai truyền đến âm thanh máy móc, ký chủ tiến vào thế giới cấp S thành công nhận được vật phẩm đặc biệt vô cực đạo tâm xin hỏi ký chủ có muốn đổi thành điểm tích lũy hay không? Đổi, sau đó mở không gian cá nhân. Lâm Đạm từ từ nói, thời gian một nháy mắt, cô liền tiến vào một không gian trắng phao, bốn phía là vách tường kim loại bóng loáng, ở trung tâm có một cái giường, ngoài ra không còn vật nào khác. Ký chủ, nhiệm vụ lần này cô đạt được tổng cộng 999000 điểm tích lũy, tôi rất vinh dự báo cho cô biết, điểm tích lũy của cô đã đạt tới giới hạn, hệ thống có hai mục để cô lựa chọn. Một, giải trừ buộc định và trở về thế giới ban đầu. Hai, giải trừ buộc định và di dân tới thế giới cấp cao. Xin hỏi ý của cô là. Âm thanh máy móc lạnh như băng vang lên trong đầu lâm đạm. Lâm đạm sau khi chết không hiểu sao bị buộc định với một hệ thống phụ trợ. Bị buộc trằn trọc tại vô số thế giới nhỏ làm nhiệm vụ. Trừ phi đạt được điểm tích lũy nhất định để giải trừ buộc định. Mới có thể tự do lựa chọn nơi đến. Lâm Đạm trước đây đã vạch xong kế hoạch, lúc này lại chần chờ. Cô nhăn mày suy nghĩ trong chốc lát, trầm ngâm nói. Nếu di dân, thật xin lỗi ký chủ, hệ thống cắt ngang lời cô, người đề cử lên thế giới cấp cao của cô đã hủy bỏ lời đề cử, nếu cô muốn di dân, cần tìm một người đề cử khác. Quả nhiên hủy bỏ. Lâm Đạm lắc đầu một cái, nụ cười tràn đầy tự dẻo, nếu muốn di dân tới thế giới cấp cao, được hệ thống phê chuẩn là chưa đủ còn phải tìm một người ở thế giới cấp cao đề cử cho mình. Người đề cử của Lâm Đạm không phải ai khác, chính là Nam Tu bị cô đâm xuyên qua bụng kia. Đối phương họ thậm tên Thùy, thậm Thùy. Là ai, bối cảnh thế nào, Lâm Đạm một mực không biết, chỉ biết hắn đến từ thế giới cấp cao, quyền hạn cao hơn nhiều so với hệ thống, thậm chí là chủ hệ thống không ngừng qua lại giữa các thế giới nhỏ, có thể bất tử bất diệt, đối với người khác mà nói là chuyện cực kỳ may mắn. Nhưng chỉ có Lâm Đạm mới biết, đó là hành trình đau khổ và tuyệt vọng tới nhường nào. Trải qua càng nhiều, vô số trí nhớ trong đầu giống như đôi bàn tay đang kéo cô xuống vực sâu. Quá nhiều yêu hận, quá nhiều biệt ly, quá nhiều chuyện không biết làm sao, tức giận, thống khổ, tuyệt vọng. Tràn ngập trái tim, khiến cô dần dần mất đi chính mình, có một thời gian rất dài, cô hoàn toàn không rõ mình là ai, mình tới từ nơi nào. Khi cô cận kề tan vỡ là lúc cô gặp người đàn ông nọ tại thế giới nhiệm vụ đối phương cứu cô ra khỏi ngục sâu tối đen không có ánh mặt trời dạy cô làm thế nào thoát khỏi khốn cảnh làm thế nào để chiến thắng kẻ địch làm thế nào để đạt được điểm tích lũy dưới sự giúp đỡ của hắn lâm đạm dần dần tìm được bản thân sau đó cam tâm tình nguyện trở thành người phụ thuộc vào hắn không ngừng theo đuổi dấu chân của hắn khắp các thế giới nhỏ lâm đạm vốn tưởng rằng gặp được người đàn ông ấy là sự cứu rỗi quay đầu lại phát hiện đây chẳng qua là một lần dạy dỗ tốn công vô ích nữa mà thôi. Cũng may sự dạy dỗ của người đàn ông kia cũng không phải không có tác dụng, chí ít cô đã học được kiên cường độc lập, tự tôn tự ái, học được lạnh nhạt với mọi thứ, đều nói yêu phải một người ưu tú, dù không có được đối phương, cuối cùng cũng có thể có một tôi tốt hơn. Lời này đối với Lâm Đạm mà nói không sai chút nào, cô không hối hận với sự nhẫn nại và hy sinh mình bỏ ra, bởi vì không có mấy ngàn năm theo đuổi, cũng sẽ không có hoa nở hoa tàn, nhẹ như gió thoảng hiện nay, vô cực đạo tâm, dù đổi thành điểm tích lũy, thế nhưng cảm ngộ về nó vẫn ở trong lòng cô như cũ. Cô cười một tiếng như trút được gánh nặng, lắc đầu nói, hắn chắc là muốn đề cử cho cô gái kia nhỉ. Cô gái kia cũng không phải người làm nhiệm vụ, nhưng lại có sức hấp dẫn siêu phàm, người đàn ông nọ gặp cô ấy ở một thế giới nhỏ, từ đây không thể sửa chữa được nữa. Truy đuổi cô ấy hết mấy thế giới giống như Lâm Đạm từng theo đuổi hắn vậy. Yêu nữ ở thế giới tu chân vừa rồi là một trong các kiếp của cô gái kia, cho nên người đàn ông nọ mới có thể vì cô ấy mà rối ruột rối gan, thần hồn điên đảo, thậm chí không tiếc thành địch của toàn bộ giới tu chân, bất kể cô gái kia có tới nơi nào, người đàn ông nọ luôn có thể dùng năng lực bản lĩnh cao cường của mình tìm được đối phương, sau đó bảo vệ cô ấy. Nói cho cùng, người đàn ông nọ cũng như Lâm Đạm chẳng qua là một kẻ theo đuổi hèn mọn, cho dù cô gái kia khi chuyển thế hoàn toàn không nhớ gì đi chăng nữa, người đàn ông nọ cũng đồng ý giúp cô ấy gánh vác tất cả, mang cô ấy tới thế giới của mình. Lâm Đạm rất hâm mộ cô gái kia, thậm chí có chút ghen tị, nhưng bây giờ nhớ lại, một chút cảm giác cũng không có, âm điệu của hệ thống thấp nửa độ, nghe vào có chút cảm giác u buồn. Nếu như ký chủ muốn biết, tôi có thể giúp ký chủ điều tra, nhưng quyền hạn của đối phương cao hơn tôi. Tôi không chắc có ra được không. Thật xin lỗi ký chủ, tôi chỉ là một hệ thống phụ trợ, ban bố nhiệm vụ trợ giúp, những năm này để cô chịu khổ rồi. Hệ thống phụ trợ chỉ phụ trách thúc đẩy sự phát triển và sửa bug của các thế giới nhỏ, mà ký chủ chúng lựa chọn cũng chỉ là công cụ mà thôi, đến thời điểm quan trọng có thể hy sinh. Lấy một ví dụ không dễ nghe mà nói, một cái nồi bị thủng một lỗ, cần dùng khối sắt vụn để lấp vào, vậy Lâm Đạm chính là khối sắt vụn kia ngoại trừ đưa mình vào biển lửa hòa tan, cũng không còn tác dụng nào khác, rất nhiều nhiệm vụ cô nhận được toàn là hại mình lợi người, thậm chí bất chấp lý lẽ, nhưng vậy thì thế nào? Một khi nhiệm vụ thất bại, cô sẽ bị hệ thống xóa bỏ. Phàm là người làm nhiệm vụ do hệ thống lựa chọn thì 89 phần 10 không chịu được đến cuối cùng, không phải giữa đường tự sát thì là hóa điên. Người có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ và có được điểm tích lũy khổng lồ như Lâm Đạm có thể nói là lông phượng sừng lân. Tuy công lớn thuộc về sự trợ giúp của người đàn ông nọ, nhưng không thể bỏ qua tâm tính kiên cường bền bỉ của Lâm Đạm được, bây giờ Lâm Đạm đã lạnh nhạt hết thảy, vô dục vô cầu, đi nơi nào cũng không có vấn đề gì. Cô mở ra bản nhiệm vụ, quả quyết nói, không cần tra nữa, vĩ bỏ yêu cầu di dân đi, đưa tôi về thế giới ban đầu. Được, ký chủ. Còn một tin tức tốt nữa muốn báo cho ký chủ bởi vì cô là người đầu tiên đạt được điểm tích lũy cao nhất trong nhiệm vụ phụ trợ tới nay, cho nên chủ hệ thống quyết định thưởng cho cô 100 triệu điểm tích lũy. 100 triệu điểm tích lũy này có thể đổi thành tiền ở thế giới ban đầu của cô với tỷ lệ 1.1, xin hỏi ký chủ có đổi không? Đổi. Lâm đạm không chút do dự gật đầu, tiếp đó cười tự dẻo. Cái gì mà người làm nhiệm vụ phụ trợ, nói cho cùng chẳng qua là vai phụ có cũng được không có cũng chẳng sao mà thôi nhưng sau này sẽ không thế nữa cô phải làm chính mình sống làm sao thật xuất sắc ký chủ hệ thống đang quy đổi giúp cô xin hãy đợi một lát dùng ước chừng một tiếng để đổi điểm tích lũy của ký chủ thành tiền gửi ngân hàng hệ thống giải trừ buộc định mở ra trang bị truyền tống chuẩn bị đưa lâm đạm trở về thế giới ban đầu lâm đạm vốn tưởng rằng lần này có thể an tâm về hưu ai dè một luồng năng lượng lớn bỗng nhiên đụng phải khoan truyền tống làm rối loạn không thời gian chương 2 Nữ đầu bếp, 1 Nguồn Mê truyện audio com Hiện tại Lâm Đạm có chút mờ mịt, theo bản năng kêu một tiếng hệ thống trong đầu, sau đó ngây ngẩn, hệ thống là cái gì? Cô cầm trong tay một thìa canh, trong thìa là nước canh màu trắng sữa nhàn nhạt, ngửi mùi thơm sông vào mũi, trong miệng còn sót lại mùi vị, hiển nhiên vừa rồi cô có uống một hớp. Nhưng vấn đề là, Lâm Đạm căn bản không rõ mình là ai, đang làm gì, tại sao không thể hiểu nổi xuất hiện tại nơi này, cô nhìn chầm chầm hai bàn tay gầy nhỏ, mọc đầy vết chai, cảm thấy đôi tay này là của mình, nhưng hình như cũng không phải, cô đứng ở đây, nhưng rõ ràng không thuộc về nơi đây, giống như một vị khách đột nhiên xông vào thế giới xa lạ, xa lạ với hết thảy mọi thứ xung quanh. Cô thậm chí còn không hiểu bây giờ là tình huống gì, nhưng người chung quanh không hề phát hiện lâm đạm hiện tại đã không còn là lâm đạm trước kia nữa một người trong đó chỉ mâm thức ăn trước mặt cô mà nói hình như vẫn kém một ít mùi vị nhưng rốt cuộc là mùi vị gì cậu cũng không nói được rõ ràng dẫu sao cậu không phải đầu bếp chuyên nghiệp chỉ là vị giác nhạy bén hơn người bình thường mà thôi lâm đạm được câu nói này làm bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện đối phương là một thiếu niên mặc đồ bông lụa gấm cậu vóc người gầy nhỏ da thịt trắng loãng mi mắt tuấn tú nếu không phải mở miệng nói chuyện nhìn qua y như một tiểu cô nương cậu cũng giống lâm đạm cầm trong tay một thìa canh thưởng thức chân mày hơi nhíu vẻ mặt tỏ vẻ nghiêm túc đúng là thiếu một chút trình độ lại có một người từ từ nói lâm đạm quay đầu nhìn xem phát hiện người nói chuyện lần này là một ông lão râu hoa râm ông đang không ngừng mím mím bờ môi tự hồ đang phân biệt mùi vị trong nước canh lâm đạm rất nhanh dời tầm mắt nhìn xung quanh dù trong lòng cái gì cũng không biết trên mặt lại không biểu lộ chút hốt hoảng nào. Cô hình như đã quen xử lý tình huống bột phát thế này rồi. Cái gì gọi là thiếu một chút trình độ? Ta thấy cũng không sai biệt lắm, không có gì khác nhau. Người nói chuyện lần này là một người đàn ông trung niên tướng mạo uy nghiêm, trên người mặc bộ áo bào theo đầy tường vân và kỳ lân màu lam, địa vị thân phận hình như không thấp, bởi vì hắn vừa dứt lời, người đứng xung quanh bắt đầu gật đầu phụ họa, nụ cười trên mặt hơi có vẻ nịnh hót, nhưng Lâm Đạm cũng không đặt sự chú ý lên người hắn, mà quay đầu nhìn một bên khác. Cách cô khoảng 7-8 thước có một tiểu cô nương đang đứng, chỉ 13-14 tuổi, trước người cô bé có bày một cái bàn vuông, trên bàn cũng có một mâm thức ăn, chỉ nhìn sắc, hương, vị, không khác lắm với mâm thức ăn dưới mắt Lâm Đạm tổng hợp lại hoàn cảnh, nhân vật, tin tức qua cuộc nói chuyện vừa rồi, Lâm Đạm rất nhanh có kết luận mình tự hồ đang so tài nấu nướng với người ta tiểu cô nương kia nghe được lời của thiếu niên và ông lão râu bạc trên mặt lộ ra nụ cười lại thấy người đàn ông trung niên không ủng hộ mình lông mày lập tức nhướng lên tỏ vẻ quật cường xin hầu gia hãy cẩn thận nếm thử một chút hầu gia lâm đạm đang cố góp nhặt tin tức nhanh chóng liếc người đàn ông trung niên một cái người đàn ông trung niên đang chuẩn bị nói chuyện thiếu niên tuấn tú đã nhịn không được nói thức ăn tốt hay xấu chính ngươi không nếm ra sao, vậy còn làm đầu bếp thế nào? Lời này hiển nhiên là nói với Lâm Đạm, bởi vì đôi mắt trắng đen rõ ràng của cậu đang nhìn Lâm Đạm chăm chăm. Tiểu cô nương lúc này mới vui vẻ, cúi đầu xuống, vểnh môi, cười một tiếng ngượng ngùng, trước đó Lâm Đạm đã nếm thử một miếng đồ ăn mình làm, cũng không chịu thua, nói rằng không chịu thua thì không thích hợp cho lắm, phải nói là cô bé hoàn toàn không nếm ra được thức ăn của mình kém ở chỗ nào thiếu sót mùi vị gì, mà thiếu niên cho rằng cô bé đã thua rất khó chịu với chuyện này, vừa biết rõ tình trạng, Lâm Đạm lấy bất biến ứng vạn biết, cô phải dựa theo phản ứng của người bình thường diễn xong. Vở kịch này, vì vậy đưa thì canh vào miệng yên lặng đánh giá một hồi, lại tới bên người tiểu cô nương đang giận dữ bất bình, múc nước canh trong bát của cô bé kia. Hai bát canh đều là canh gạch cua với rau cải, nhìn qua chỉ là mấy lá rau cải nấu chín, nhưng nếu muốn hoàn thành phải phí công phí sức một phen đạo nấu nướng cũng như vậy càng là món ăn đơn giản làm càng khó lâm đạm vốn chỉ định tùy tiện ăn hai miếng rồi chủ động nhận thua như vậy mới có thể giúp mình nhanh chóng thoát thân sau đó tìm một chỗ yên lặng tiêu hóa tình trạng hiện nay nhưng khi thực sự thưởng thức hai món ăn vị giác và đầu óc của cô đã tự cho ra phán đoán cô lúc này mới kinh dị phát hiện vị giác của mình dường như nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều chút khác biệt rất nhỏ dưới đầu lưỡi của cô phóng đại gấp mấy lần mà đây vừa vặn là điều lâm đạm trước kia thiếu sót nhất ta thua sau khi đặt thì canh xuống cô thật lòng thật dạ nói gạch cua của ta hơi đắng vị đắng này người bình thường căn bản nếm không ra chỉ có người vị giác cực kỳ nhạy bén mới phát hiện được ông lão râu bạc nhìn cô một cái thật sâu chỉ điểm vậy thì đúng rồi thời điểm ngươi cho thêm bột súng vào canh không đợi gạch cua hoàn toàn chín mùi điều này làm cho thời gian hâm nóng của tinh bột kéo dài dễ dàng khét tạo vị đắng khẩu vị cũng không thực sự sản hoạt nhớt trơn nhẵn mà tinh túy của gạch cô chính là ở hai chữ này một là tươi sống hai là sản hoạt món này của ngươi nhìn ra hình ra dạng nhưng vẫn kém vài phần mùi vị lâm đạm gật đầu một cái nói lần nữa ta thua thấy vẻ mặt cô bình thản an nhiên cũng không hề oán trách giận dữ vì thua cuộc Ông lão râu bạc mới gật đầu một cái. Người đàn ông trung niên mới xúc động thở dài, mặt lộ vẻ không đành lòng, một người phụ nữ đứng ẩn đằng sau che ngực ngã xuống, dọa mọi người giật mình. "Không tốt, tề thị té xỉu." Lâm Đạm mau đến xem mẹ ngươi đi. Lập tức có hai cô gái đỡ lấy người phụ nữ kia, liên tục gọi Lâm Đạm, Lâm Đạm nhanh chóng thu được thêm tin tức về thân phận mình qua câu nói kia không chút do dự chạy tới, cao giọng nói: làm phiền mọi người giúp ta tìm một thầy thuốc, ta đưa mẹ ta về trước. Dứt lời cực kỳ tự nhiên đỡ lấy người phụ nữ nọ từ tay cô gái kia. Cô gái vừa rảnh tay không hề phát hiện ra chút khác thường nào, vội vội vàng vàng đi trước dẫn đường, rất nhanh mang lâm đạm về nhà của cô, bận biệu một phen thầy thuốc cũng đã tới, nói người phụ nữ không có bệnh gì nhiều, chỉ là lo lắng quá độ dẫn đến mất xỉu, Uống chút thuốc an thần là sẽ tốt lên, Lâm Đạm sau khi nhận lấy toa thuốc liền tháo xuống một cây trâm bạc trên đầu mình trả tiền khám bệnh. Cô không biết người phụ nữ kia cất tiền ở đâu, dù biết tiền ở đâu thì hộp đựng chắc đã khóa, người phụ nữ nọ lại đang ngất xỉu, không có cách nào hỏi bà chìa khóa chỗ nào, chỉ có thể làm vậy, thầy thuốc dùng ánh mắt thương hại nhìn cô một cái, ôn hòa nói: "Tiền xem bệnh hầu gia đã trả, cây trâm này ngươi giữ lại đi. Phương thuốc này ngươi cũng giao cho ta." Ta để sai vặt ở hầu phủ đi bốc dùng cho, mẹ ngươi đang ngất xỉu, không thể không có người trông. E Nhìn thầy thuốc một bên lắc đầu một bên từ từ đi xa, Lâm Đạm ý thức được buổi so tài nấu nướng trước đó hình như rất quan trọng với cô, nếu không mọi người cũng không có lòng đồng tình lớn đến vậy với cô, mà mẹ cô cũng không vì cô nhận thua mà té xỉu. Nhưng thua chính là thua, đây là sự thật không thể chối cãi cho nên Lâm Đạm không hề hối tiếc về hành vi của mình, thấy mặt người phụ nữ đầy mồ hôi lạnh, cô bưng chậu đồng lên ra ngoài rót nước, lại thấy một thiếu niên 16-17 tuổi đi tới, nhỏ giọng nói. Lâm Đạm, ta giúp ngươi bốc thuốc rồi, lấy một bọc thuốc và ba chén nước đun sôi bằng lửa to, rồi dùng lửa nhỏ nấu cho còn một bát, bả thuốc dư lại đừng đổ đi, có thể dùng để nấu thuốc hai lần nữa, một ngày ba lần, uống đủ bảy ngày là hết. Lâm Đạm vội vàng nói cảm ơn, Tiễn đối phương đi rồi tới phòng bếp nấu thuốc, vô luận là bữa củi đốt bếp hay rót nước vào thùng, thân thể này đều hoàn thành theo bản năng. Thuốc thang đã đun sôi, đang nổi bọt khí ung ụt, Lâm đạm rút ra một ít củi khô, đổi thành lửa nhỏ đun chậm, sau đó dọn ra một cái ghế nhỏ, ngồi cạnh bếp sửa sang lại trí nhớ, cô hình như đã hình thành thói quen làm vậy, vì vậy rất nhanh đã hiểu tình cảnh của mình. Cha cô là đầu bếp Lâm Bảo Điền ở Phủ Vĩnh Định Hầu bởi vì vĩnh định hầu là một người tham ăn cực kỳ chú trọng phương diện thức ăn cho nên lâm bảo điền có kỹ thuật nấu nướng tuyệt vời rất được đối phương coi trọng thậm chí hành quân đánh giặc cũng phải mang theo địa vị có thể thấy được cũng vì vậy cuộc sống của lâm đạm và tề thị ở hầu phủ trôi qua vô cùng tốt chẳng những có một viện độc lập để ở còn có nha hoàng sai vặt phục vụ nhưng hai tháng trước lâm bảo điền bỗng nhiên bạo bệnh mà chết trước khi chết đem toàn bộ kinh nghiệm nấu nướng cả đời tổng kết được ghi lại và giao làm bếp truyền cho con gái duy nhất Lâm Đạm. Lâm Đạm ái mộ tiểu hầu gia từ nhỏ, mà đối phương cũng giống hệt lão hầu gia, cũng là người thích ăn, cho nên cô bé ngày nào cũng khổ luyện nấu nướng, chỉ vì để tiểu hầu gia nhìn mình nhiều hơn. Sau khi cha chết, cô bé tiếp nhận y bác tiếp tục làm đầu bếp ở hầu phủ, mặc dù mới 12-13 tuổi, kỹ thuật đã hết sức thành thạo. Chợt có một ngày, Bản hiệu đồ ăn cô bé khổ luyện ra bị hạch sách bôi nhỏ, nghe tiểu hầu gia nói món này cô bé làm còn lâu mới ngon bằng tiểu nha hoàng trong viện cậu, lâm đạm trước giờ tâm cao khí ngạo, lúc này tìm tiểu nha hoàng kia so tài, lại không đoán ra tiểu nha hoàng kia tức giấu một bí mật động trời. Hóa ra tài nấu nướng và giao làm bếp của Lâm Bảo Điền là trộn được từ chỗ ông nội cô bé kia, Lâm Bảo Điền căn bản không phải truyền nhân của cái gì mà kim đao ngự trù, mà là hạng người khi sư diệt tổ, tiểu nha hoàng tên là Nghiêm Lãng Tình, ông nội Nghiêm Bác là kim đao ngự trù của tiền triều, danh tiếng trong giới khá tốt, sau khi rời cung thu mấy người học trò, một người trong đó chính là cha Lâm Đạm Lâm Bảo Điền. Sau đó Nghiêm Bác bệnh nặng sắp chết, cha Nghiêm Lãng Tình vừa vặn đang ở ngoài, không thể kịp thời chạy về đưa tiễn cha mình đoạn đường cuối cùng, Lâm Bảo Điền an táng cho Nghiêm Bác. Nhưng cơ hội trộn đi kim đao vua bang và công thức nấu ăn của nhà họ nghiêm từ đây biến mất không còn bóng dáng tâm hơi cha của nghiêm lãng tình nghi ngờ việc này mang vợ con đi khắp nơi khổ sở tìm kiếm rốt cuộc tìm được lâm bảo điền ở phủ vĩnh định hầu lại không đoán được đối phương đã chết vì vậy để con gái lẻn vào hầu phủ tìm hiểu tình huống đời sau của kẻ địch cũng tìm thời cơ khiêu chiến lâm đạm tiền đặt cược là kim đao vô bang và công thức nấu ăn của nhà họ nghiêm lâm đạm hết sức tranh cường háo thắng làm sao có thể chịu mất thể diện trước mặt hầu gia lại vì bảo vệ danh dự của cha lúc này đồng ý lời khiêu chiến sau đó cô bé thua về sau trở thành lâm đạm hiện tại thiếu niên tuấn tú đảm nhận chức vị giám khảo chính là tiểu hầu gia còn người đàn ông trung niên biết lâm đạm không địch lại nghiêm lãng tình vẫn lên tiếng ủng hộ cô bé là lão hầu gia mặc dù cùng tên nhưng lâm đạm có thể cảm nhận được rõ ràng mình trước kia và mình bây giờ không phải cùng một người trước kia trong lòng lâm đạm chỉ có mỗi tiểu hầu gia có thể vì một nụ cười của cậu ta mừng rỡ như điên, cũng có thể vì một cái nhíu mày của cậu ta mà băn khoăn do dự, nhưng bây giờ, Lâm Đạm không có chút cảm xúc nào, khi nhớ tới đối phương giống như nhớ tới một người xa lạ, chuyện cần cô giải quyết bây giờ không phải vấn đề về thân phận và trí nhớ, mà là nên làm gì tiếp theo. Thua hết mọi thứ, lại có mẹ ruột bệnh tật cần chăm sóc, sau này cô nên làm gì đây? Chương 3 Nữ đầu bếp 2 Nguồn mê truyện audio com Khi tề thị tỉnh lại thì trời đã tối, bà nhìn thấy lâm đạm liền bắt đầu rơi nước mắt, nghĩ lại thấy không cam lòng, trong miệng không ngừng nhắc. Con 7 tuổi đi theo cha học nấu nướng, tới hôm nay đã được 5-6 năm, nói là đầu bếp lão luyện cũng không quá, sao lại bại bởi nha đầu nhà họ nghiêm kia. Cũng không biết những người đó hôm nay xếp hàng ở ngoài nói cha con như thế nào, chúng ta không thể bảo vệ thanh danh cho hắn, lúc xuống suối vàng làm sao giao phó cho hắn đây. Bảo Điền, thiếp xin lỗi chàng. Nhìn tề thị khóc lóc không ngừng, Lâm Đạm thầm nghĩ trong lòng. Nếu hôm nay Lâm Đạm còn ở đây, hẳn sẽ lòng đau như cắt tự trách bản thân. Nhưng người đã không còn, mà mình lại dùng thân phận của cô bé, cô cần phải chống đỡ cái nhà này thay cho cô bé ấy. Lâm Đạm vốn dĩ cũng chỉ 12-13 tuổi, vóc người gầy gò, gương mặt non nớt, nhìn qua còn nhỏ hơn tuổi thật 2-3 tuổi, nhưng sớm như vậy đã phải gánh vác trách nhiệm nặng nề thật không dễ dàng gì nếu như không phải có lâm đạm bỗng nhiên thay thế cô bé cũng không biết bây giờ cô bé định làm gì tề thị ước chừng cũng lo lắng vấn đề sinh hoạt sắp tới tiếng khóc dần nhỏ đi tiếng thở dài tiếp tiếng thở dài vừa vào lúc này có hai tên sai vặt đi tới nói là theo lời hầu gia để tề thị và lâm đạm tiếp tục ở lại hầu phủ hầu phủ không thiếu hai miệng ăn lâm bảo điền phục vụ hầu gia mười mấy năm ngay cả đi chiến trường cũng mang theo tình cảm tuyệt không phải cưỡi ngựa xem hoa ông chết hầu gia sẽ không làm khó hậu nhân của ông vĩnh định hầu là một kẻ sành ăn đầu lưỡi còn nhạy hơn hầu hết đầu bếp làm sao không phân biệt được tốt xấu giữa hai bát canh cua nhưng hắn hết lần này tới lần khác nói hai bát canh không sai khác nhau lắm đây là thiên vị lâm đạm cũng là bảo vệ danh tiếng của lâm bảo điền nhưng con trai hắn là một đứa nhỏ sành ăn không kém đầu lưỡi còn nhạy hơn cả hắn, tính cách lại ngay thẳng, lúc này mới buộc Lâm Đạm nhận thua. Ngày tỷ thí này những kẻ sành ăn trong kinh thành tới hơn một nửa, khách khứa không ít, danh tiếng cốt do Lâm Bảo Điền đánh liều nhiều năm coi như không giữ được. Hôm nay đã truyền khắp ra ngoài, mọi người đều mắng ông là đồ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ, nếu Tề thị và Lâm Đạm rời khỏi hầu phủ, còn không phải bị bắt nạt tới chết, Tề thị cũng sợ đối mặt với lời ra tiếng vào nghe nói có thể tiếp tục ở lại hầu phủ, lập tức thở vào nhẹ nhõm, Lâm Đạm là một người trầm ổn lý trí, vô cùng giỏi về nhận biết tình huống. Cô biết cùng tề thị ở lại hầu phủ là sự sắp xếp tốt nhất, bất kể là cô hay Lâm Đạm trước kia, đều không hiểu biết về thế giới bên ngoài hầu phủ, tùy tiện đi ra ngoài đến bản thân còn không nuôi nổi, vậy chăm sóc tề thị ốm yếu làm sao? Nhưng có một trực giác mãnh liệt hơn nói cho cô, nếu thật sự ở lại hầu phủ, sẽ có nhiều chuyện không hay xảy ra. Cô mặc dù không nhớ rõ thân phận thật của mình và những gì mình đã trải qua, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng bản thân không chút do dự. Chờ sai vặt hầu phủ đi rồi, cô kiên định nói. Mẹ, chúng ta vẫn nên rời đi thôi. Mẹ sợ bên ngoài lời ra tiếng vào, nhưng lời ra tiếng vào trong chính hầu phủ mới là đáng sợ nhất. Dẫu sao mọi người đỏ con mắt với nhà ta đã lâu, hôm nay chúng ta gặp xui xẻo, không thể thiếu chèn ép bắt nạt. Trước kia cha con được hầu gia coi trọng, chúng ta ở trong phủ tự nhiên có mặt có mũi, nay lại như bùn trong lòng đất, ai cũng có thể dẫm một cái. Con bại bởi nghiêm lãng tình, không phải đầu bếp hầu phủ nữa, muốn ở lại thì phải làm con ở, mẹ cũng vậy. Coi như hầu gia không đề cập tới chuyện này, liệu mẹ có mặt mũi nào ở lại đây với danh nghĩa khách nhân không? Đầu bếp hầu phủ không giống nha hoàng sai vặt, khế ước họ ký không phải khế ước bán thân, mà là khế ước làm công, địa vị còn cao hơn một bậc so với quản gia hầu phủ. Cũng vì vậy, Tề Thị và Lâm Đạm lấy thân phận gia quyến ở lại hầu phủ, coi như khách khứa. Tình huống hôm nay đã khác, không có Lâm Bảo Điền, hai người không thể giống khách ở lại hầu phủ được nha hoàng sai vặt phục vụ như trước, cũng không thể vô công rồi nghề, kiểu gì cũng phải kiếm việc để làm. Tề Thị là một người tâm cao khí ngạo, nghe nói ở lại phải làm người hầu phục vụ, lập tức bắt đầu thu dọn hành lý bà thế nào cũng không thể luân lạc tới mức phục vụ người từng phục vụ mình. Cha con có mua nhà ở bên ngoài, cùng nhị thúc và tam thúc của con mở một quán rượu, nghe nói làm ăn rất tốt. Chúng ta ra ngoài tự lập môn hộ, không đợi ở hầu phủ nữa. Tề thị mở rương thu dọn đồ đặt nữ trang, sầu khổ giữa mày nhạt hơn nhiều. Thu cũng thua rồi, bà không thể cứ trách mắng con gái, con gái hẳn mới là người thấy khó chịu nhất, lâm đạm hơi thở vào, lúc này mới lôi một chiếc trương bằng gỗ tử đàn giấu dưới đáy giường ra, thấp giọng nói. Vậy con đem kim đao với công thức nấu ăn trả lại cho nghiêm lãng tình, thuận đường đi chào hỏi hầu gia một câu. Tề thị nhìn chầm chầm chiếc trương kia ngây người hồi lâu, cuối cùng không biết làm sao thở dài. Đi đi. Lâm đạm cũng không mở trương đi thưởng thức kim đao vô ban khiến lòng người mê say cùng công thức nấu ăn của thực thần trong truyền thuyết, trực tiếp mang đến sân của tiểu hầu gia. Hiện nay nghiêm lãng tình là nha hoàng thiếp thân của tiểu hầu gia, mang tới phòng bếp là vô ích. Khi lâm đạm đến, nghiêm lãng tình đang khẩn cầu tiểu hầu gia đi lấy kim đao và công thức nấu ăn cho mình. Nàng lo lâm đạm không cam lòng, phá hủy kim đao và công thức nấu ăn. Kim đao bị hủy có thể sửa, công thức nấu ăn dùng một cây đốt đốt đi, vậy nàng trăm phương ngàn kế vào hầu phủ có ý nghĩa gì? Nếu không phải tề thì té xỉu, lâm đạm nháy mắt không thấy tâm hơi đâu, nàng nhất định sẽ bắt họ giao đồ tại chỗ tiểu hầu gia hơi hiểu tính cách lâm đạm trong đầu nghĩ thủ đoạn trả thù ngọc đá cùng tang này có khi đối phương làm thật vì vậy đồng ý ra mặt cho nàng ta hai người đang chuẩn bị tìm người lại thấy một gã sai vặt khiên một chiếc trương vào nói là lâm cô nương đưa mở ra thì thấy đúng là kim đao và công thức nấu ăn hai món đồ đều dùng vải đỏ bọc lại tỉ mỉ giữ gìn hoàn hảo tiểu hầu gia theo bản năng nhìn về phía nghiêm lãng tình nghiêm lãng tình đỏ ửng gò má, mặt lộ khó chịu. Mấy lời phòng bị đã nói trước đó, nhìn lại đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hai người đi tới ngoài cửa, chỉ thấy một bóng người nhỏ gầy từ từ đi xa, bước chân ung dung, lâm bảo điền mặc dù rất được hầu gia trọng dụng, lúc sinh thời cũng được ban thưởng nhiều, nhưng ông đều dùng để giúp đỡ anh em hoặc mua nguyên liệu nấu ăn trân quý, cũng không để lại bao nhiêu tiền bạc. Tề thị tìm khắp phòng cũng chỉ lấy được 120 lượng bạc, nhất thời có chút sững sờ. Cũng may bên ngoài phủ họ còn bất động sản và cửa hàng, ngược lại không phải sầu lo về cuộc sống sau này, sự lạc quan của tề thị không lây sang lâm đạm. Trong trí nhớ của lâm đạm, hai người em trai của lâm bảo điền cũng không phải đèn cạn dầu, có chỗ khó xử thì đến tìm anh trai, có chỗ tốt thì lặng lẽ nuốt một mình, rất tư lợi. Bọn họ nói là thay Lâm Bảo Điền kinh doanh quán rượu, nhưng không thấy đem lợi nhuận hàng tháng đến, trừ phi chuyện làm ăn của quán rượu tục dốc, cần món ăn mới, mới có thể ăn nói khép nép cầu tận cửa. Hôm nay danh tiếng, truyền nhân của kim đao ngự trù của Lâm Bảo Điền bị hủy, coi như gián tiếp phá hỏng việc làm ăn của quán rượu, bọn họ cam tâm mới là lạ, đúng như dự đoán, khi tề thị tìm thấy căn nhà phu quân mình mua để nghỉ ngơi là lúc, phát hiện nó đã sớm bị phòng 2 phòng 3 chiếm, nói cái gì cũng không cho họ vào cửa, còn tầm ra khế ước mua nhà ký tên lão nhị và lão tam, bắt họ cút mau. Tề thị còn muốn lý luận mấy câu, em dâu hai phòng bắn tiếng, một mực nói rằng bà nháo sự, giả bộ tốt bụng tuyên dương danh tiếng đã sớm bị hủy của anh cả. Tề thị ngại mặt mũi không dám làm ồn ào, lau nước mắt đi về phía quán rượu. Bà biết quán rượu có tám, chín phần là bị chú hai chú ba chiếm cả rồi, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy thì chưa bỏ ý định, lâm đạm yên lặng đỡ bà, cũng không phát biểu cảm tưởng. Chỉ trách Lâm Bảo Điền quá tin tưởng hai người em trai, mua sắm bất động sản, mở quán rượu kinh doanh cũng không hỏi tới chi tiết hoặc vật làm chứng, hôm nay coi như đến nha môn kiện cũng không thể thắng. Huống chi sau khi ông chết thanh danh không còn, tất cả của ông bị phủ định, ai sẽ ra mặt cho người vợ quá cùng đứa con côi của ông cơ chứ? Lâm đạm một đường đi một đường chịu đựng sự chỉ trỏ của mọi người, trong lòng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Sau khi tới quán rượu quả nhiên bị trưởng quầy cả ngoài cửa không cho vào, còn rêu rao bắt cô phải lấy ra khế đất hoặc cổ phần làm chứng, nếu không sẽ đi báo quan. Tề thị giận đến ánh mắt đỏ bừng, không tìm được câu nào phản bác. Lâm đạm vuốt vuốt sống lưng không ngừng run rẩy của bà an ủi, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bản hiệu của quán rượu thay đổi, từ quán rượu lâm thị đổi thành quán ăn nghiêm gia, bản đỏ chữ vàng tỏ ra hết sức khí phái, lão nhị nhà họ lâm đi ra, chỉ bản hiệu nói. Đại tẩu, đại ca làm ra những chuyện xấu kia khiến bọn ta xấu hổ muốn tự vẫn hôm nay ta và tam đệ làm chủ lấy cổ phần trên danh nghĩa trong di chúc của đại ca đưa cho nhà họ nghiêm coi như chuộc tội ngài tìm ta nháo cũng vô ích thôi nợ người thì phải trả đại ca tạo nghiệp bọn ta thay hắn trả coi như tích chút âm đức để đại ca đời sau đầu thai làm người tốt ngài nếu thật sự lo nghĩ cho đại ca lo nghĩ cho danh dự nhà họ lâm ta thì trước dừng lại đi dứt lời rất bất đắc dĩ thở dài một cái, người đi đường nghe thấy lời này rối rít vỗ tay khen ngợi, nói lão nhị và lão tam nhà họ lâm khác hẳn với đại ca mình, có lương tâm, nói nhân nghĩa, hết sức đáng quý, ngày sau họ nhất định thường xuyên tới giúp đỡ việc làm ăn của quán cơm, tề thị sắc mặt trắng bệt, lão đảo muốn ngã, lâm đạm cúi đầu xuống nở nụ cười nhạt. Hai phòng nhà họ lâm đúng là giỏi tính toán, bỏ mặt vợ quá con côi của anh cả, không chỉ kéo mình ra khỏi kết cục thân bại danh liệt, mà còn giữ được sinh ý của quán cơm. Nếu Lâm Bảo Điền có nửa phần không khéo của họ, cũng không đến nỗi để vợ con lưu lạc tới mức độ này, nhưng người đã chết, hôm nay nói gì cũng vô dụng, nghĩ biện pháp sống tiếp mới là chuyện nên làm. Lâm đạm tâm niệm vừa động muốn mang tề thị rời đi, lại thấy nghiêm lãng tình ngồi trên một cổ xe tới, còn có tiểu hầu gia cưỡi ngựa làm bạn bên cạnh, xếp hàng dài nhìn qua thật đỉnh đạt, Lâm lão nhị và Lâm lão tam vội vàng nên đón, cuối người không lưng, thái độ nịnh hót. Tiểu hầu da mặt không đổi sắc xuống ngựa, thuận tay vén rèm cho nghiêm lãng tình. Nghiêm lãng tình gò má ửng đỏ, nụ cười ngượng ngùng, liếc thấy lâm đạm đứng một bên, không khỏi sững sờ, lâm đạm cũng không thèm nhìn hai người, đỡ mẹ rời khỏi. Chắc hẳn thái độ làm như không thấy của cô chọc phải nghiêm lãng tình, đối phương tính nết thẳng thừng, không chút nghĩ ngợi hé miệng nói. Lâm đạm, nếu ngươi đã thua, vậy từ nay về sau xin ngươi chớ có lấy danh hiệu truyền nhân của kim đao ngự trù cũng chớ có làm tiếp thức ăn của nhà họ nghiêm nữa lâm đạm tính tình rất nhạt không có nghĩa cô sẽ đứng yên để bị đánh trước đó lựa chọn dàn xếp ổn thỏa vì cô biết tình huống bất lợi cho mình tranh đoạt nữa cũng không làm nên cái gì ngược lại nên tiết kiệm sức lực suy nghĩ xem sau này làm thế nào hiện tại nghiêm lãng tình muốn ép người vào đường cùng cô không thể nhịn được nữa tác giả có lời muốn nói Văn còn rất gầy, mọi người nuôi cho mập rồi làm thịt chủ yếu là văn nữ cường, nói yêu đương hay không còn nhìn tâm tình vai chính, không ngược. Chương 4 Nữ đầu bếp 3 Nguồn Mê truyện audio com Lâm đạm đỡ tề thị ngồi xuống trước thềm cửa, lúc này mới quay đầu nhìn về phía nghiêm lãng tình, ánh mắt hết sức sắc bén, nghiêm cô nương, quyển công thức nấu ăn ta trả lại cho ngươi, ngươi có xem qua chưa? Tự nhiên đã xem. Nghiêm lãng tình đứng trên cầu thang lên tầng 2, từ trên cao nhìn xuống đối phương, thái độ có chút khó hiểu, cũng có chút kiêu căng. Như vậy ngươi hẳn có thể phát hiện, 60 trang đầu của sách dạy nấu ăn nhà họ nghiêm chất giấy cũ hơi ố vàng, chữ viết mờ đi, mà 388 trang phía sau trắng tinh như mới, vết mực rõ ràng, đây là vì sao? Nghiêm lãng tình thầm kêu không tốt, cũng không chặn được miệng lâm đạm. Lâm đạm tiến lên một bước, thất giọng nói đó là tất cả 388 trang phía sau đều là những món ăn mới cha ta nghiên cứu chế tạo ra, bù vào phần còn thiếu của sách dạy nấu ăn nhà họ nghiêm. Cha ta hành nghề mấy chục năm, món ăn mới làm ra tới mấy trăm, kỹ xảo mới cũng sáng tạo ra mấy chục loại, đều ghi chép trong công thức nấu ăn của nhà họ nghiêm. Hiện tại vài món ăn được hoan nghênh nhất trong quán rượu cũng do cha ta tạo ra. Tiểu hầu gia, món thịt hưu xào kia do lão hầu gia tự mình nghiên cứu với cha ta, trước sau hao phí mấy tháng thời gian hu cũng giết mấy chục con ngài có còn nhớ không tiểu hầu gia thận trọng nói quả thật là vậy bởi vì hôm nay quán rượu đổi bản hiệu là chuyện vui lớn lão nhị nhà họ lâm mời tới khá nhiều người sành ăn cổ động tổng đó có một người từng có giao hảo với lâm bảo điền không nhịn được la lớn còn có món vi cá ong trứng là món do ta và cha ngươi cùng chế tạo mất hơn nửa năm đốt hết mấy xe vi cá lớn mới có công thức nấu ăn nổi tiếng được đưa vào cung bây giờ. Nhân phẩm của cha ngươi tạm không nói đến, nhưng tài nấu nướng của cha ngươi tuyệt không phải do trộm cướp, đó là công phu thật sự luyện từ lửa bếp mà ra. Lâm đạm hết mực cung kính cúi đầu trước người kia, cảm kích nói, tạ lưu thúc hết lời bên vực lẽ phải. Nhân phẩm của cha ta rốt cuộc thế nào, bằng vào từng hành động cử chỉ mấy năm nay của người, trong lòng mọi người hẳn đều thấy rõ mới đúng dứt lời nhìn về phía nghiêm lãng tình. Cha ngươi là con ruột của sư công, sư công truyền miên bên giường bệnh hết mấy tháng, cha ta nhiều lần nhờ người đưa tin cho cha ngươi, hắn còn không sắp xếp được mà về gặp sư công lần cuối, nguyên nhân trong đó ta không truy cứu, ta chỉ muốn nói, cha ta dạy công sắp xếp hậu sự thỏa đáng, còn thay con ruột làm quan tài, lập bia, điểm này các ngươi không thể chối chứ. Nghiêm lãng tình theo bản năng nhìn về phía nghiêm phụ, nghiêm phụ đang muốn há mồm phản bác, lâm đạm lại nói năm đó người tham dự lễ tang không hề ít thiết nghĩ tìm vài người làm chứng không khó nghiêm phụ lúc này không dám nói tiếp nữa lễ tang kia đúng là được làm rất long trọng bây giờ vẫn còn không ít người nhớ rõ lâm đạm liếc nhìn ông ta một cái từ từ nói cha ta phục vụ sư công suốt quãng đời cuối cùng còn dày công sắp xếp hậu sự từng hành động cử chỉ không hề kém con ruột sao lại thành hạng người khi sư diệt tổ năm đó ngươi và cha ta cùng nhau theo sư công học nấu nướng tới hôm nay ngươi vẫn không có thanh danh cha ta đã vào nam ra bắc tới kinh đô lập ra căn cơ cho món ăn nhà họ nghiêm rốt cuộc là do cha ta trộn kim đao và công thức nấu ăn nhà ngươi làm ra chuyện xấu khi sư diệt tổ hay là sư công trách ngươi không ra hồn chưa từng truyền thụ công phu đáy hòm nội tình trong đó nào ai biết đứa con ruột ngay cả đưa tiễn phúc lâm chung cho cha mình cũng không như ngươi những thứ lòng vòng luẩn quẩn trong này ai có thể nói rõ, còn không phải do ngươi há miệng ra. Nghiêm phụ trên trán đổ mồ hôi lạnh, giơ tay lên muốn lau lại vội vàng bỏ xuống, bộ dáng có chút chột dạ chật vật. Vô luận ông ta nói dễ nghe thế nào đi nữa, không tiễn đưa cha Phúc Lâm chung là đại bất hiếu, thế nhân mỗi người ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết ông ta. Lâm đạm quay đầu nhìn nghiêm lãng tình, tiếp tục nói. Ngươi muốn tỉ thí tài nấu nướng với ta, Ai mạnh người đó có thể lấy kim đao và công thức nấu ăn, ta cảm thấy có lý, cho nên đồng ý, cuối cùng ngươi thắng, ta đã trả lại kim đao và công thức, như vậy không phải nói, chỉ người mạnh nhất mới có tư cách kế thừa danh hiệu, truyền nhân của kim đao ngự trù hay sao? Phải chăng, năm đó cha ngươi và cha ta cũng đã từng so tài một trận? Nghiêm phụ tự hồ bị đâm trúng chỗ đau, lúc này ầm ĩ nói. So cái gì mà so? Ta là con ruột cha ta, Đồ của hắn lẽ ra phải truyền cho ta, quan hệ gì tới cha ngươi? Bên cạnh rốt cuộc có người không nhìn nổi, bài xíp nói. Tài nấu nướng không thể nói có là có, có tài thật hay không nổi lửa bếp lên một lần là biết, sao có thể làm giả? Danh tiếng, truyền nhân của ngự trù, không phải muốn cho ai thì cho, ngươi phải gánh vác được nó. Làm đầu bếp quan trọng nhất là thanh danh và bản hiệu nhà mình, ai dám làm hỏng hai thứ này thì con ruột cũng không được. Lời này vừa ra, rất nhiều người gật đầu phụ họa theo. Trong kinh đầu bếp hơi nổi tiếng có ai không thu 17-18 học trò, nhưng người có thể được chọn để kế thừa y bác của họ có thể nói là ngàn người chọn một. Tại sao? Tại vì tay nghề chân chính chỉ có truyền cho người có thiên phú mới có thể phát huy, có một số việc không nói ra thì đỡ, một khi nói toạt ra, điểm khả nghi lập tức nhô lên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía cha con họ nghiêm cũng thay đổi lâm đạm không nhanh không chậm nói phải ngươi là con ruột của sư công ngươi nói đương nhiên chiếm lý cha ta đã chết tất nhiên trăm cái miệng cũng không bào chữa nổi hôm nay ta có thể không theo suy luận của nghiêm lãng tình tới khiêu chiến ngươi ta thay cha ta hoàn thành cuộc so tài năm đó không thể hoàn thành ngươi và ta mượn phòng bếp quán rượu làm mỗi người ba món mời tất cả mọi người ở đây chứng kiến người nào thắng người đó chính là chủ nhân của kim đao và sách dạy nấu ăn, vậy có được không? Nghiêm phụ sợ tới mức răng môi run rẩy. Ông ta bởi không chịu nổi sự khổ cực khi học nấu ăn, từ nhỏ đã năn nỉ mẹ mình đưa mình ra ngoài học, có bao giờ nấu ăn. Ngược lại nghiêm lãng tình kế thừa thiên phú của nghiêm bác. Nếu không phải như vậy, ông ta cũng không suối con gái mình thi đấu với lâm đạm, nhưng ông ta đánh chết cũng không nghĩ tới lâm đạm lại giảo hoạt đến vậy, lấy mình ra khai đao lần này nên làm gì đây dưới con mắt mọi người ông ta có nên đồng ý không không lẽ ông ta tỏ ra chột dạ khiếp đảm đồng ý mà không thắng được lúc đó còn mất mặt hơn nghiêm lãng tình chỉ lớn hơn lâm đạm một hai tuổi hơi có chút lòng dạ nhưng không sâu lập tức đứng ra hô lâm đạm nếu so thì so giữa ta và ngươi ngươi so với cha ta làm gì ta đã so tài với ngươi rồi ngày hôm nay ta chỉ thay cha ta hoàn thành lần thi đấu năm đó thôi ta mấy năm nay được cha ta nắm tay dạy dỗ coi như được năm sáu phần tay nghề của người thua ta nhận thắng xin các ngươi hãy thu lại những lời bêu xấu cha ta như thế nào so hay không so nghiêm phụ ngay cả cầm muỗng cũng không lấy cái gì mà so mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống mọi người thấy bộ dáng này của ông ta tự nhiên đoán được tài nấu nướng của ông ta không tin vì vậy bắt đầu nghị luận. Ngay cả tiểu cô nương 12, 13 tuổi cũng không thắng được, còn không biết xấu hổ coi mình và Lâm Bảo Điền ngang nhau, nếu ta mà là Nghiêm Ngự Trù, ta cũng sẽ chọn Lâm Bảo Điền làm truyền nhân, mà không phải thằng con trai không ra hồn này. Vốn hướng gió dư luận đang hết sức bất lợi với Lâm Bảo Điền, trước mắt đã hoàn toàn thay đổi, còn có vài người cổ vũ Nghiêm phụ đồng ý, muốn nhìn bộ dáng xấu xí của ông ta, Lâm đạm mặc dù thua Nghiêm Lãng Tình nhưng lần này cô nói lời khiêu chiến thay người cha đã mất, mục đích là bảo vệ danh dự của cha, không ai có thể vạch lỗi của cô, còn phải thầm khen cô một câu, người này có hiếu trên đời khó được, vân vân. Ngay cả ông lão râu bạc ngày trước làm giáo khảo cũng nhìn lâm đạm gật đầu liên tục. Biểu tình rất tán thưởng. Nghiêm phụ cả người luống cuốn, một bên lau mồ hôi một bên lùi về sau. Nghiêm lãng tình quay đầu đáng thương nhìn về phía tiểu hầu gia, dường như muốn nhờ đối phương giúp đỡ. Tiểu Hầu gia là chủ tử của Lâm Đạm, chỉ cần cậu ta lên tiếng, Lâm Đạm sẽ không làm khó cha nữa. Nhưng Tiểu Hầu gia trước giờ cô ta ước gì được nấy lần này mặt đầy nghiêm túc, không nói một lời, Lâm Đạm liếc Tiểu Hầu gia một cái, bất đắc dĩ nói: "Thôi, sư công trên trời có linh thiên, ta không dây dưa với các ngươi nữa, chỉ có điều ta phải làm rõ. Cha ta tuyệt đối không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ tất cả những gì người có hôm nay đều do bản lĩnh thật sự mà nên. Năm đó ngự trù trong cung ra ngoài ẩn lui không có mấy trăm cũng đến mấy chục, nhưng chân chính có thể có danh tiếng ở ngoài cung có mấy người. Ta dùng cả bàn tay đếm, không vượt qua con số năm. Nếu không có cha ta, ai sẽ biết đến kim đao ngự trù? Ai sẽ biết đến thức ăn nhà họ nghiêm? Quyển công thức nấu ăn nhà họ nghiêm vốn chỉ có 60 trang, giờ qua tay cha ta tăng đến hơn 400 trang, trong đó ngưng tụ bao nhiêu tâm huyết của người chứ lâm đạm chính trực ngay thẳng nhìn nghiêm lãng tình kim đao ta đã trả lại cho ngươi công thức nấu ăn cha ta soạn ra cũng trả lại cho ngươi coi như báo đáp công ơn dạy dỗ cha ta nhiều năm của sư công mong rằng các ngươi đừng hùng hổ dọa người nữa món ăn trong công thức ta có thể không làm nhưng xin đừng chối bỏ tài năng và nhân phẩm của cha ta càng chối bỏ công sức người bỏ ra vì món ăn nhà họ nghiêm không có người sẽ không có món ăn nhà họ nghiêm được mọi người tôn sùng bây giờ người không phụ lòng sư công không phụ lòng nhà họ nghiêm xuống hoàng tuyền cũng không sợ bị phán xét dứt lời đỡ lấy tề thị lệ rơi đầy mặt từ từ đi xa bóng dáng hai người vừa biến mất tiếng nghị luận trong quán nổi lên có người nói món ăn nhà họ nghiêm có tiếng tâm như hôm nay đích xác là nhờ lâm bảo điền tạo ra ông luôn tự cho mình là truyền nhân của nhà họ nghiêm đây là tri ân báo đáp có chỗ nào vong ân phụ nghĩa lại nói bậc cha chú nhà họ nghiêm làm người khỏi phải bàn không có lâm bảo điền sao có món ăn nhà họ nghiêm hôm nay công thức nấu ăn nhà họ nghiêm do lâm bảo điền soạn lại lần nữa là tài sản quý giá nhường nào các ngươi thì hay rồi tất cả chiếm hết không nói còn không cho con gái ruột của người ta nấu những món ăn đó ngươi đang ép người ta vào đường cùng thật không có lương tâm trước đó mọi người có bao nhiêu đồng tình với nhà họ nghiêm hiện tại có bấy nhiêu hiểu ra hai người này một người nói láo hủy danh dự người khác một người lòng dạ cây nghiệp ác độc chặn đường lui của người đúng là loại tiểu nhân nhìn lại cô nương lâm đạm mà xem quả nhiên rộng rãi vô cùng không ăn không có lâm đầu bếp ở đây thức ăn ở quán rượu này còn gì ngon để ăn lúc này có nhiều thực khách phất tay áo rời đi phòng khách náo nhiệt lập tức vắng tanh lâm đạm đỡ tề thị lên xe ngựa tìm một nhà trọ giá cả tiện nghi ở tạm 120 lượng bạc nghe qua có vẻ nhiều đấy, nhưng tiêu rất nhanh, dưới tình huống không có thu nhập phải tiết kiệm mới có thể đảm bảo cuộc sống sau này. Đạm nhi, sao vừa rồi con không so tài với nghiêm ngật khoan? Năm đó lão ta ngay cả mở nắp vung thế nào cũng không biết, chắc chắn không phải đối thủ của con. Tề thị nghi ngờ nói. Mẹ, mẹ không phát hiện tiểu hầu gia rất bảo vệ nghiêm lãng tình sao? Có tiểu hầu gia ở đó, chúng ta không nên trêu vào nhà họ nghiêm mới phải. Lâm đạm kéo chăn mỏng ra để tề thị nằm xuống nghỉ một lát. Nhưng chỉ có cô mới biết, không muốn trêu vào nghiêm lãng tình để tránh tiểu hầu gia chỉ là một mặt, mặt khác, cô chỉ kế thừa trí nhớ của lâm đạm, chứ không nắm giữ tài nấu nướng của cô bé, lời vừa rồi dùng để đe dọa nghiêm phụ thôi, nào phải thật sự so tài. So tài rồi mình cũng bị bêu xấu, mà nếu không so, mọi người trong lòng não bổ một phen, chỉ biết nghiêm phụ không ra gì đây mới là hiệu quả cô mong muốn con nói tiểu hầu gia đối với nghiêm lãng tình tề thị nhớ tới gương mặt tươi cười như hoa đào của nghiêm lãng tình lại nghĩ tới tiểu hầu gia bảo vệ cô ta đủ điều nhất thời thở dài một tiếng cô nhi quả phụ bọn họ không nơi nương tựa nào dám đối nghịch với người tiểu hầu gia coi trọng người câm ăn hoàng liên không muốn cũng phải ăn nào ngờ ngay khi họ rời đi tiểu hầu gia không nói một lời quay người rời khỏi, lưu lại nghiêm lãng tình khó chịu cực kỳ đứng trân trân tại chỗ. Chương 5 Nữ đầu bếp 4 Nguồn Mê truyện audio com Lâm Đạm vừa mới sắp xếp ổn thỏa cho tề thị, bên ngoài nhà trọ có một đám người tới, ồn ào la hét muốn tìm cô. Chưởng quầy sợ những người này gây chuyện sẽ phá hỏng mặt tiền cửa hàng nhà mình, sống chết ngăn không cho vào. Không vào được chẳng sao, mấy người này liền đứng ở ngoài cửa kêu khóc, khiến người qua đường rối rít dừng chân nhìn xem, Lâm Đạm mở một khe hở ở cửa sổ ra nhìn, phát hiện người dẫn đầu là một bà lão, mặc trên người bộ quần áo trắng toát, trên đầu không có lấy một cây trâm, bộ dạng hết sức chán nản. Nghiêm ngật khoan ở bên cạnh đỡ bà, liên tục gọi mẹ, kêu cực kỳ thương tâm, đây hẳn là vợ của nghiêm bác, sư nương của Lâm Bảo Điền, theo lý mà nói Lâm Đạm phải gọi bà ta một tiếng sư cô nhưng tôn xưng này lâm đạm không gọi nổi ra miệng bởi mỗi hành động cử chỉ bây giờ của bà ta đủ để khiến thanh danh cô vất vả lắm mới tẩy sạch được của lâm bảo điền rơi xuống vực thẳm chỉ thấy bà lão đấm ngực gào khóc nói lâm bảo điền đáng chết ngươi bắt nạt vợ quá con cô nhà chúng ta thì thôi còn để con gái ngươi tới bắt nạt chúng ta con gái ngươi nói ngươi thay chồng ta đưa tiễn phúc lâm chung là người hiếu thuận ta nhổ lúc nói lời này các ngươi có cắn rứt lương tâm không? Chồng ta nằm trên giường bệnh hết mấy tháng, Lâm Bảo Điền hắn đừng nói là phục vụ, ngay cả bê ly nước cũng không, tất cả đều do ta trong trong ngoài ngoài đút lót. Ta bảo Lâm Bảo Điền đưa tin cho con trai ta, hắn sợ con trai ta trở về tranh đoạt gia sản với hắn, ngoài mặt đồng ý, ra cửa liền hủy thư đi, làm hại con ta không thể trở về gặp mặt cha mình lần cuối, các ngươi nói hắn có độc ác hay không? con ruột vốn nên kế thừa gia sản, hắn có tư cách gì ngăn cản. Cha chết không cho con trai tiễn đưa, hắn lợi dụng điểm yếu này uy hiếp người khác, khiến ta phải đưa tiền tài cho hắn, nếu không sẽ không hạ tán cho chồng ta. Ta không nơi nương tựa có thể làm gì. Quan tài chồng ta còn ở đó, ta không thể để chàng không trốn an thân. Bộ dáng thương tâm muốn chết của bà lão khiến cho người đi đường rối rít rơi lệ. Cứ tiếp tục như vậy, thanh danh lâm đạm vừa tẩy trắng cho lâm bảo điền sẽ lại bị bôi đen tề thị thật vất vả mới chợp mắt được giật mình tỉnh lại bi phẫn nói bà ta nói bậy bà ta toàn nói hưu nói vượng sư công con đổ bệnh cha con lập tức đưa tin cho nghiêm ngật khoan là sư nương sống chết ngăn cản không cho đi nói nghiêm ngật khoan sắp thi khoa cử không thể phân tâm bà ta làm sao biết bệnh tình sư công con nặng thêm nhanh đến vậy mới nửa tháng mà người đã thần trí mơ hồ Tiểu tiện đại tiện cũng không thể tự lo, lúc này mới định liên lạc với nghiêm ngực khoan, nhưng người ta đi ra ngoài học tập, căn bản không biết đang ở nơi nào. Cha con vì sư công con hầu hạ tiểu tiện đại tiện, phục vụ thuốc thang, xong rồi còn phải nuôi sống gia đình qua ngày. Tất cả mọi người từ trong ra ngoài đều do cha con một mình làm, sư cô con lại ngại vừa bẩn vừa mệt tránh xa. Thời điểm sư công con chết bà ta nói tiền bạc đều giao cho con trai bà ta đi học rồi không có tiền thừa để tổ chức tang lễ cho sư công con, khóc lóc cầu xin cha con nghĩ cách. Cuối cùng cha con không chỉ mang tất cả tích góp trong nhà ra, còn vay nợ người khác. Lúc này mới có thể hạ tán cho sư công con. Vì trả nợ, cha con làm một hơi không nghĩ, vừa hạ tán xong liền ra ngoài kiếm tiền, vòng vo quanh co tới kinh thành. Những năm này gửi tiền về không gián đoạn, chỉ tiếc chàng không để lại bằng chứng, chúng ta trăm cái miệng cũng không nói rõ được. Tề thị mở bọc lấy ra hai khối bài vị khóc lóc kể lễ. Cha con là người tốt, nhưng tại sao người tốt lại không được đền đáp? Bà cũng muốn chạy ra ngoài lý luận với bà già kia một phen, nhưng đối phương là sư nương lâm bảo điền, nuôi ông từ nhỏ đến lớn, bối phận và ân tình còn bày ở đó, bà càng tranh cãi càng có vẻ không nghe lời trưởng bối, chanh chua cay nghiệt, ngược lại thành hạng người kém cỏi. Luân lý thế gian đúng là như vậy, làm trưởng bối thì muốn đánh chửi vãn bối thế nào cũng được, vãn bối không thể không vâng lời làm theo một chữ hiếu đè xuống có thể ép chết một người sống sờ sờ vả lại bà không mồm miệng lanh lợi vừa nói không chừng không thể tốt hơn thì chớ cuối cùng còn khiến người chồng đã mất chịu oan so với đám người bên ngoài kia lâm đạm tin tưởng tề thị hơn huống chi trong trí nhớ của cô lâm bảo điền đúng là một người tốt bình sinh chưa từng làm ra chuyện gì trái lương tâm lâm đạm nếu đã thành con gái của ông tự nhiên phải giúp ông giữ danh dự nhưng tranh cãi lúc này là hạ sách vô luận cô biết ăn nói thế nào đi nữa chỉ riêng bối phận con cháu cũng đã thua một nửa gây gỗ ồn ào với trưởng bối không phải chuyện gì vinh quang mẹ mẹ bọc lại quần áo đi chúng ta rời kinh thành lâm đạm quyết tâm nói mẹ đưa bài vị cho con con đi trả lại họ tề thị không chút nghĩ ngợi đưa đồ ra bất tri bất giác con gái sớm đã thành tâm phúc của bà, Lâm Đạm dùng vải trắng gói bài vị kỹ lưỡng, dè dặt bưng trong ngực, đi xuống lầu. Đi ra, đi ra. Mẹ con nhà họ Lâm đi ra kìa. Có người nhận ra Lâm Đạm và Tề Thị, vội vàng cao giọng hô to. Người qua đường vốn hứng thú với chuyện này cũng súng lại hóng kết quả. Được lắm, các ngươi rốt cuộc chịu ra rồi. Bà lão lau nước mắt sông lên trước, chuẩn bị níu lấy hai người lý luận triệt để bôi xấu danh tiếng của cả hai. Bà ta là sư nương Lâm Bảo Điền, sư cô Lâm Đạm, cho nên bà ta nói gì chẳng chiếm lý, không sợ hai mẹ con nhà này làm gì, Lâm Đạm giơ bài vị lên ngăn cản, đợi bà lão kia dương năm ngón tay túm lấy cổ áo mình, thuận thế nhét bài vị vào tay bà ta, sau đó quỳ xuống dập đầu ba cái, từ từ nói. Sư cô, ta và mẹ ta chuẩn bị rời kinh thành, ngài bảo trọng. Đây là bài vị của sư công, xin ngài thu hồi ta và mẹ ta không còn tư cách cung phụng lão nhân gia nữa bà lão hận chết một nhà lâm bảo điền sao có thể cẩn thận nghe cô nói gì không chút nghĩ ngợi liền hung hăng đập đồ trong tay xuống đất tề thị kêu lên một tiếng vội vàng chạy ra đỡ nhưng cuối cùng chậm một bước bài vị rơi xuống tấm lụa trắng bọc kỹ bị lỏng ra làm lộ chữ điêu khắc phía trên mọi người rướn cổ lên nhìn thử phát hiện quả nhiên là bài vị nghiêm bác cái đế bị hung đen hơn nữa nhưng không hề bẩn mà thấm ra lớp dầu bóng loáng, có thể thấy ngày thường có người cung phụng nhan đèn, còn có người dùng dầu tỉ mỉ lau chùi, một tấm bài vị được bảo dưỡng tốt như vậy, bị bà lão này đập nứt ra một cái khe, đúng là tạo nghiệp mà, tức thì có người bên cạnh mắng. Ngay cả bài vị người đã khuất cũng đập, không sợ trời gián xét đánh sao. Bà lão nhìn thấy bài vị cả người mê mẩn, nghiêm ngật khoan cũng có chút phản ứng không kịp. Tề thị trước một bước nâng bài vị lên dùng khăn tay không ngừng lau chùi, lúc lau tới khe nứt kia đầu ngón tay run rẩy, có thể thấy nội tâm không hề bình tĩnh, lâm đạm từ đầu đến cuối mặt không cảm xúc rốt cuộc rơi lệ, động tác nhận lấy bài vị càng nhẹ hơn, thật thận trọng dùng tay áo lau một cái, sau đó cung cung kính kính đặt trước bậc thang, kéo mẹ mình dập đầu ba cái, ngay sau đó bước chân tập tỉnh rời đi, tráng hai người vì dập đầu mà chảy máu, lưu lại hai dấu đỏ ở chân bậc thang, khiến người ta thấy mà giật mình. Hai người một câu cũng không nói, nhưng thắng được thiên ngôn vạn ngữ của bà lão. Người đi đường trước đó còn lòng đầy căm phẫn trầm mặt, không hề nói những lời như giúp bà lão bắt hai mẹ con lâm đạm lại dạy dỗ một trận nữa. Trắng đen đúng sai, ai thật ai giả, chỉ một tấm bài vị là có thể nhìn rõ. Lão, lão đầu tử, một. Bà lão lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chân mềm nhũng ngồi phịch xuống đất. Nghiêm ngật khoan quỳ không được đứng cũng chẳng xong, Gương mặt đỏ bừng ngoạn một ai cũng không phát hiện lão quản gia của Phủ Vĩnh Định Hầu đang đứng ở ngoài nhìn, mà Tiểu Hầu Gia ngồi trong quán trà đối diện, trông thấy rõ ràng mọi việc. Nhìn chầm chầm phương hướng hai mẹ con Lâm Đạm đi xa, cậu ta thở dài một tiếng, cuối cùng lấy mấy tấm ngân phiếu đưa cho sai vặt, để gã đuổi theo Lâm Đạm tự nhiên từ chối khéo sự trợ giúp của Tiểu Hầu Gia. Trực giác của cô nói cho cô biết, chỉ có cách xa Tiểu Hầu Gia và nghiêm lãng tình mới có thể an ổn mà sống, sai vặt mang ngân phiếu nguyên si không bị đụng đến trở về, tiểu hầu gia nhất thời ngũ vị tạp trần. Cậu ta vốn tưởng mình hiểu rõ lâm đạm, nhưng tới bây giờ mới phát hiện, cô bé ấy lại cuộc cường như vậy, quyết liệt như vậy, biết rõ con đường phía trước trải đầy trong gai cũng nhất quyết bước chân trần tiến tới. Khi tiểu hầu gia có vẻ không vui về đến nhà, lão quản gia đang một năm một mười báo cáo tình huống rõ ràng cho lão hầu gia thời điểm lão nô tới chu thị đang nháo loạn đưa đến rất nhiều người vây xem từng xô nước bẩn cứ thế hắt lên đầu lâm đầu bếp lâm đạm với tề thị sợ tới mức không dám lộ mặt thấy bọn họ càng nói càng quá đáng lão nô muốn tiến lên ngăn cản lâm đạm và tề thị đã bị buộc không còn cách nào khác phải đi ra không nói lời giải thích nào chỉ trả lại bài vị của nghiêm ngự trù cho họ lại dập đầu bài vị và chu thị ba cái mới đi Chu thị biết rõ đó là bài vị của nghiêm ngự trù còn dơ lên hung hăng đập xuống đất, làm nứt một cái khe. Thật ra thì Chu thị căn bản không biết đó là bài vị của nghiêm bác. Bà ta lúc đấy đang mắng hăng say, lại thêm lâm đạm cố ý nói chậm lại, âm lượng nhỏ nhẹ, bà ta có thể nghe ra mới lạ. Chỉ tiếc người ngoài chú ý nhất là lời giải thích của lâm đạm, cho nên đều biết trong tấm vải trắng là bài vị nghiêm bác, tự nhiên nghĩ rằng Chu thị cũng biết. Nghe đến chỗ này lão hầu gia thở dài nói ngay cả bài vị của người chồng đã khuất cũng dám đập có thể thấy trước sau chu thị toàn nói bừa bà ta không có chút tình ý nào với nghiêm ngự trù có thể chăm sóc ông lúc ốm đau bệnh tật được không đừng nói đến thằng con trai bất hiếu của bà ta nếu không có bảo điền nhà họ nghiêm sao có ngày hôm nay nói tới nói lui đều do tiền tài gây họa đám người này thấy tiền là sáng mắt mất đi lương tâm lão quản gia phụ họa còn không phải sao không hát nước bẩn cho lâm đầu bếp bọn họ sao có thể danh chính ngôn thuận cướp đoạt kim đao công thức nấu ăn và quán rượu lâm đầu bếp vất vả lắm mới gây dựng được danh tiếng cho món ăn họ nghiêm bọn họ muốn nhặt tiện nghi có sẵn còn coi người ngoài là người ngu không nhìn ra tính toán của họ vô luận họ có bêu xấu lâm đầu bếp bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu thế nào chỉ cần một tấm bài vị được cung phụng hàng năm này đã khiến họ á khẩu không trả lời được nếu thật sự làm ra chuyện khi sư diệt tổ lâm đầu bếp dám để bài vị của sư phụ ở nhà ngày ngày cúng bái sao ngược lại chu thị với nghiêm ngực khoan vừa thấy bài vị đã sợ đến chân mềm nhũng có thể thấy đã làm không ít chuyện trái lương tâm bảo điền là dạng người gì bản hầu hiểu rõ nhất hắn tuyệt đối không làm được những chuyện ác như thế thừa kế y bác không phải thừa kế gia tài cho ngươi chính là của ngươi có thể tùy tiện sử dụng mà trước tiên ngươi phải có thực lực đó đã truyền nhân của ngự trù không phải dễ làm có tài thật hay không vào bếp là thấy rõ trừ phi nghiêm ngự trù già cả lú lẫn mới có thể truyền y bác cho nghiêm ngực khoan nửa chữ không biết làm thế khác nào tự đập bản hiệu nhà mình lão hầu gia càng nói càng thấy giận còn không phải sao nhà họ nghiêm đây là nhìn trúng lâm đầu bếp đã chết không thể đối chất với bọn họ đáng thương lâm đạm và tề thị có trăm cái miệng cũng không bào chữa được chỉ có thể ảm đạm rời đi Lão quản gia lắc đầu liên tục than thở. Ngươi phái người gọi các nàng về đi, cô nhi quả mẫu sống không dễ dàng. Lão hầu gia không đành, cuối cùng khoát tay nói, lão quản gia vội vàng đi, lão hầu gia lúc này mới phát hiện con trai đứng ở cửa, nhướng mày một cái liền nói, "Ngươi đuổi Nghiêm Lãng Tình đi đi, hầu phủ chúng ta không lưu được hạng người đức hạnh thế này." Đầu bếp tay nghề tốt bổn hầu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không thiếu một người là nàng. Tiểu hầu gia gật đầu một cái, chắp tay, không nói một lời rời đi, nghiêm lãng tình đang chuẩn bị ở lại hầu phủ biểu hiện tài năng nằm mơ cũng không nghĩ tới cha mình và bà nội đại náo một trận không những không vãn hồi được danh dự nhà họ nghiêm, ngược lại khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, một, lão đầu tử. Cách xưng hô của người vợ với người chồng già. Chương 6 Nữ đầu bếp, 5 Nguồn Mê truyện audio.com Sau khi rời khỏi kinh thành, lâm đạm và tề thị tạm thời định cư tại một trấn nhỏ ở phụ cận mấy lần lão hầu gia liên tục phái mấy nhóm người đến tìm đều bị cô dùng lời lẽ dịu dàng từ chối khéo ngày hôm nay cô lại tiễn một đám người tề thị rốt cuộc không kiềm chế được lắp bắp nói đạm nhi thật ra trở về hầu phủ cũng không hẳn là không thể chúng ta cô nhi quả mẫu dù sao cũng phải cần giúp đỡ nhà và quán rượu của cha con không thể bỏ lại có lão hầu gia làm chỗ dựa chúng ta có thể báo quan, để nhị thúc tam thúc của con trả lại đồ. Lâm đạm khoát tay, giọng ngưng trọng. Mẹ, mẹ nghĩ đơn giản quá. Hôm nay chúng ta trừ 120 lượng bạc còn có gì? Không có khế ước mua bán nhà hay khế đất, lấy cái gì để báo quan? Lão hầu gia lương thiện, nói chúng ta là khách của hầu phủ, nhưng thực ra thân phận chúng ta là gì mẹ còn không rõ sao, chẳng qua hơn nô tài bán thân một chút thôi hiện tại việc phong phi của đại tiểu thư rất quan trọng từ trên xuống dưới phủ vĩnh định hầu quản thúc nghiêm thế nào mẹ cũng biết mà cửu lão gia một bởi vì phóng ngựa làm người khác bị thương còn đang ngồi trong tù đợi lão hầu gia mặc kệ phu nhân khóc lóc thế nào cũng không quản sao có thể quản vụ kiện của chúng ta nữa lão hầu gia đồng ý cho chúng ta trở về vì ngài có thiện tâm nhớ tới tình xưa chúng ta không thể được voi đòi tiên cầu không biết đủ lãng phí tình cảm này Lâm Đạm thở dài một cái, lại nói: "Vả lại, chỉ cần chúng ta vẫn xuất hiện cùng người nhà họ Nghiêm, vì ra vẻ mình danh chính ngôn thuận, họ nhất định còn nghĩ cách bôi nhỏ danh tiếng của cha. Nhị thúc, tam thúc vì lấy sạch gia sản của chúng ta cũng sẽ âm thầm ra tay. Chúng ta ngoài một ít bạc còn có gì? Hầu gia có thể bảo vệ chúng ta một chốc, chứ không thể bảo vệ chúng ta một đời." Ở lại kinh thành đồng nghĩa với vô vàng rắc rối không bằng dứt khoát ra đi, làm lại từ đầu. Mẹ, mẹ nói có đúng không? Tề thị được con gái khuyên bảo thì không cam lòng trong tâm dần phai nhạt, chỉ có thể rưng rưng gật đầu, lâm đạm thuê một căn nhà nhỏ ở tạm thời, rảnh rỗi liền đi loanh quanh, trên gương mặt non nớt luôn mang thần sắc ngưng trọng. Ngày này, cô đi khá xa, bất tri bất giác đi tới quan đạo, trước một tòa dịch trạm, hai. Trong dịch trạm có tiếng người ồn ào truyền tới, còn có tiếng ngựa hí, vô cùng náo nhiệt bên ngoài dịch trạm có một gian nhà lá một bà lão đang bận bịu bưng mâm ra ngoài cũng không biết trên mâm đặt thứ gì từ xa đã ngửi thấy mùi hương nồng nàn lâm đạm bị mùi thơm thu hút đi nhanh tới thương khách tới dịch trạm cũng rối rít chạy đến xem thử đại nương đậu hữu viên của ngài thật thơm bao nhiêu tiền một bát một người bốc vác lớn tiếng hỏi hai đồng tiền một bát bà lão cười híp mắt đáp được được ngài cho ta một bát. Người bốc phát lập tức ngồi xuống cạnh nhà lá, ánh mắt nhìn chầm chầm vào chảo dầu, lâm đạm đi lên đúng lúc đậu hủ viên đã ráng gần xong, đang được bà lão đặt ở một bên cho ráo dầu, đợi hết dầu rồi lập tức thả vào bát nước trong, múc một thì nước cốt tiếp tục hầm. Nước dùng tươi ngon có thêm bột tiêu, sau khi nấu sôi rải hành thái nhỏ lên, món ăn đã xong. Đậu hủ viên vàng giòn ống ánh trong nước dùng trắng sữa đậm đà, đúng lúc điểm xuyết hành lá xanh biếc, trông rất đẹp mắt. Hương đậu, hương nước cốt, hương hành cùng chút hương tiêu hòa vào một chỗ, hình thành mùi vị hết sức kỳ diệu. Lâm đạm bước nhanh hai bước vào nhà lá, chỉ thấy người bốc phát đã không kịp đợi, gấp một miếng đậu hũ viên nóng hổi vào miệng, một bên hà hơi một bên nhai, cuối cùng giơ ngón cái lên nói. Đại nương, tay nghề của ngài thật tuyệt vời. Ta vào Nam ra Bắc, chưa bao giờ ăn món đậu hũ viên nào ngon thế này. Lâm đạm lúc này cũng gọi một bát, sau khi thổi nguội nếm thử một miếng nhỏ, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tháng phục. Sau khi cắn rách tầng da giòn xốp bên ngoài, đậu hũ bên trong vô cùng non mềm, còn sen lẫn chút vị thịt và bùn củ từ, đơn giản vào miệng là tan, ngon vô cùng. Hay hơn chính là, bên trong miếng đậu bị khoét một lỗ, bên trong rót đầy nước canh đậm đặc, như nước cốt dọc theo kẻ hở thấm ra, lại tựa như vị thịt và củ từ sau khi đun nóng tiết nên, chỉ có cuốn vào đầu lưỡi tỉ mỉ thưởng thức mới biết nước canh kia vừa có vị ngon của nước cốt, vừa có vị mặn của thịt, còn có vị ngọt từ thuốc, các loại mùi vị dung hợp hoàn mỹ với nhau, khiến cho người ta muốn ngừng không được. Lâm đạm ăn phá lệ cẩn thận, cuối cùng uống sạch sành xanh bát nước dùng, lúc này mới thỏa mãn vô cùng thở dài một cái. Người bốc phát kia đã ăn liên tiếp ba bát, đang gọi bát thứ tư, đồng bạn của hắn cũng bị mùi thơm dụ ra, ngồi đầy ấp nhà lá nhỏ. Lâm đạm ăn xong đậu hũ viên cũng không đi thấy thực khách càng ngày càng nhiều còn chủ động giúp bà lão đốt củi rót nước, bưng bê rửa bát. Bà lão từ chối không được chỉ có thể kệ cô làm, đợi đến tối thu dọn liền đưa cô 20 đồng tiền làm tiền công. Đại nương, cháu không muốn tiền công của ngài. Lâm đạm trả tiền lại, thành khẩn nói. Cháu có thể ngày nào cũng tới giúp ngài làm công, chỉ cầu ngài dạy cháu làm món đậu hũ viên này. Cháu muốn học nấu ăn với ta. Cái này có gì? bà lão còn chưa dứt lời, một nữ tử trẻ tuổi đi vào nhà lá, chanh chua nói. Nhà đầu quê mùa từ đâu tới, còn muốn chiếm tiện nghi nhà ta. Dạy ngươi rồi, mẹ ta còn buôn bán thế nào được nữa. Nhanh lên một chút rồi cút cho ta, nếu không ta cầm chổi đánh ngươi bây giờ. Vừa nói vừa kéo ngăn tủ ra, nhét những đồng tiền bà lão cực khổ kiếm được vào hà bao, ba, của mình, trong mắt đầy vẻ tham lam. Con không phải cũng học nấu ăn với ta sao? ta cũng chưa nói mình không dạy. Bà lão nhíu mày nói, con là con dâu mẹ, người trong nhà, con nhóc này là thứ gì? Nữ tử chống nạnh dậm chân chỉ lâm đạm, lâm đạm liền vội vàng giải thích. Thím chớ giận, mỗi ngày cháu tới nhà ngài làm thợ, không cần tiền, học được cách nấu ăn rồi sẽ đi thật xa, tuyệt không mở tiệm ở chỗ này. Nhà cháu chỉ có hai người là cháu và mẹ cháu, thế lực đơn bạc, nếu có ngày mọi người thấy cháu mở tiệm ở gần đây, muốn đánh muốn đập thì tùy nữ tử đã sớm nghe ra khẩu âm nơi khác của lâm đạm nghĩ đến cô không cần tiền thì chính là thuê thợ không trả lương lại nghĩ đến nhà mình nhân số đông rễ sâu lá tốt không sợ một cô bé tới từ vùng khác lừa gạt vì vậy liền đồng ý nhưng sắc mặt vẫn không tốt như cũ giống như bố thí vậy bà lão lúc này mới kéo tay lâm đạm ra đến sau nhà lá thì lén lút đưa cho cô một hà bao thấp giọng nói đứa bé ngoan đây là tiền công ngày hôm nay cháu lén cầm, chớ để lộ ra. Lâm đạm đang muốn trả hà bao lại, bà lão đã vội vội vàng vàng đi vào nhà lá, bên trong rất nhanh truyền ra tiếng quát mắng của nữ tử nọ, hình như là mắng bà lão hôm nay kiếm được ít tiền hơn hôm qua. Tới nơi này học nấu ăn, chẳng bằng nói đến đây làm tổ tông, Lâm đạm lắc đầu một cái, trong lòng không biết cảm thụ gì, ban đêm, Lâm đạm như củ núp ở sau nhà luyện đao công, đầu ngón tay chồng chất vết thương tiếp xúc với nguyên liệu nấu ăn hoặc thân đau sẽ sinh ra cảm giác đau nhói khiến cô liên tục cau mày thái xong một quả dưa chuột cô nhặt lên lát cắt giày mỏng lớn nhỏ không đều nhìn một chút cuối cùng không biết làm sao than thở đạm nhi tề thị núp trong góc quan sát hồi lâu từ từ đi ra ôm nhu nói nấu ăn là một chuyện khiến người ta vui sướng đừng đem nó thành gánh nặng trên lưng chúng ta không thái đồ ăn nữa nghỉ một lát đã được không thua nghiêm lãng tình không phải lỗi của con ai chẳng có lúc phát huy thất thường lâm đạm hơi sững sờ liền hiểu tề thị nghĩ lệch hướng cho rằng cô vì bại bởi nghiêm lãng tình mới tạo bóng ma trong lòng từ đây không cách nào cầm dao thái đồ ăn nữa nhưng lâm đạm biết mọi chuyện không phải vậy cô còn có thể luyện đao công chẳng qua cần thời gian thôi mẹ con không sao mẹ đừng lo lắng cô cũng không giải thích gì thêm mà kiên định nói một ngày nào đó con sẽ lấy lại tất cả những gì chúng ta đã mất. Thức ăn nhà họ nghiêm không làm cũng thế, con sẽ học món khác, thiên hạ lớn như vậy, luôn có chốn cho chúng ta dung thân. Hai, được được được, con có thể nghĩ thông suốt là tốt. Đừng thái đồ ăn nữa, mau đi ngủ đi. Tề thị xoa đầu con gái, mặt lộ vẻ yên tâm vui mừng. Con gái gần đây trở nên trầm mặt ít nói hơn, nhưng cũng kiên cường quả cảm hơn, tựa như gió thổi mưa rơi cũng không sợ. Dạ, mẹ cũng nghĩ sớm một chút. Lâm đạm đưa tề thị về phòng, mình thì đứng ở hành lang hồi lâu không nhúc nhích. Dưới màn đêm yên ắng mát lạnh, cô không tự chủ được Lâm vào hồi ức, nhưng hồi ức này không thuộc về cô, mà thuộc về Lâm đạm, không biết đã đi nơi nào kia, đối phương để lại sự tiếc nuối và không cam lòng sâu sắc, nhưng cũng để lại tình cảm ẩn sâu nơi đáy lòng. Cô bé vốn là một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu, thích chơi thích quậy, không thích khói bếp. Lâm Bảo Điền mấy lần để cô bé học nấu ăn, cô đều khóc lóc từ chối. Lại có một ngày, cô bé vô tình đụng phải đại tiểu thư hầu phủ đang đi dạo, thiếu chút nữa bị đánh, tiểu hầu gia tình cờ đi ngang qua cứu cô bé. Nụ cười đầy ôn nhu của tiểu hầu gia từ đây trở thành chấp niệm của cô, cô bé hỏi nhỏ tiểu hầu gia thích gì, tiểu hầu gia cười giỡn nói. Ta thích ăn. Vì thế ngày thứ hai, cô bé cởi xuống xiêm áo xinh đẹp, mặc vào tạp dề xám màu, đi vào phòng bếp, học một lần chính là 7 năm. Cô bé cho tới giờ vẫn không thích xuống bếp, cô bé chỉ muốn tiểu hầu gia nhìn mình nhiều hơn một cái thôi. Lâm Đạm không đồng ý cách làm của cô bé ấy, ký thác cuộc đời mình trên người người khác, đây là chuyện đáng buồn nhất. Nếu người nọ rời đi hoặc vì chán ghét vứt bỏ mình, thứ còn sót lại chỉ có vực sâu vạn trượng, chuyện Lâm Đạm hôm nay muốn làm chính là tạo ra con đường của riêng mình, ngã cũng được, bị thương cũng không sao, chỉ cần cố gắng, sớm muộn sẽ có ngày đi tới đích. Nguyên chủ là một đầu bếp, vậy cô tiếp tục làm đầu bếp, món ngon thiên hạ vô cùng vô tận, không lo không có chỗ học, chỉ lo không có thầy dạy. Bắt đầu từ ngày hôm sau, Lâm Đạm liền đi theo bà lão học làm đậu hũ viên. Bà lão có ba con trai, con trai cả vô công rồi nghề, con trai thứ hai khi còn bé mắc bệnh mà chết, con trai thứ ba lớn tuổi mới có, tới nay vừa đủ 7 tuổi đang độ tuổi gào khóc đòi ăn. Vì nuôi hai con trai, bà lão dậy sớm bắt bếp làm đậu hũ viên đem bán, cuộc sống khá cơ cực. Cũng may tay nghề của bà tuyệt vời, ngược lại không phải rầu rĩ vì kế sinh nhai, con dâu cả muốn học nấu ăn với bà, nhưng cứ mãi dở thói lười biếng. vì vậy tất cả việc bẩn việc mệt trong tiệm đều rơi trên người lâm đạm. Dậy sớm nấu đậu, bóc da đậu, cắt đậu, đều là cô làm, hơn nữa còn phải gánh qua gánh lại hơn trăm cân nước, thiếu chút nữa bẻ con cái eo nhỏ của cô. Nhưng cô cho tới giờ không than phiền lấy một câu, chỉ cần có thể học nấu ăn, khổ nửa mệt nửa cũng không sợ. Một, Cửu lão gia. Cậu em vợ, hai, dịch trạm. Nơi ăn ở, thay ngựa cho quan viên trên đường truyền tin tình báo quân sự về cung đình cổ đại, ba, hà bao. Túi nhỏ dùng để đựng tiền. Chương 7 Nữ đầu bếp, 6 Nguồn, mê truyện audio com Lâm Đạm là một người trầm mặt ít nói, nhưng khi làm việc vô cùng nghiêm túc, vô luận con dâu bà lão ném không biết bao nhiêu công việc bẩn thiểu nặng nhọc cho cô, cô cũng yên lặng làm xong, không cắt xén nguyên liệu chút nào. Lâu này, cô con dâu kia cũng yên lòng, không nhìn chầm chầm cô từng giây từng phút nữa, bà lão thừa dịp con dâu chạy ra ngoài dở thói lười biến dậy cô làm thế nào để làm ra miếng đậu hũ trơn nõn ngon miệng nhất, làm thế nào để làm ra món đậu hũ viên thơm tho mỹ vị nhất. Sau 3 tháng, Lâm Đạm học được món ăn này, lưu luyến không thôi chào tạm biệt bà lão, mang tề thị rời khỏi trấn nhỏ. Từ đó về sau, cô bôn ba khắp nơi bái sư học nghệ, người khác không muốn dạy, cô liền làm việc trong tiệm hoặc trong nhà người ta, dùng thành ý đánh động đối phương, nếu đối phương vẫn không muốn, cô cũng không than phiền, yên lặng rời đi cho lành. Cô ăn hết đủ loại món ăn ngon của đại sở gặp qua đủ loại người muôn hình vạn trạng, trải nghiệm đủ loại cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Một chuyến này đi hết 10 năm, mùa xuân 10 năm sau, một đoàn xe đi dọc theo con đường nhỏ trên núi. Trước sau đoàn xe có hộ vệ áp tải thân thể cường tráng, như là hộ tống gia đình giàu có di cư. Đoàn xe tới lối rẽ thì chậm rãi dừng lại, một người đàn ông trung niên bụng phệ nhảy xuống từ cổ xe xa hoa nhất, bước nhỏ chạy tới trước cổ xe dưới chót, nhỏ giọng hỏi. Lâm trưởng quầy. Bệnh của ngài khá hơn chút chưa? Khụ khụ. Trong xe ngựa truyền tới giọng nói khàn khàn. Tốt hơn nhiều, tại Trầm lão bản đã chiếu cố dọc đường đi, hy vọng ngày sau còn gặp lại. Tốt hơn là tốt, chỗ của ta còn vài thang thuốc bồi bổ, ngài cầm đi. Trầm lão bản tranh thủ thời gian để gã sai vặt mang lễ vật chuẩn bị đã lâu tới, cuối cùng nghiêm mặt nói. Gặp lại, khẳng định có thể gặp lại, nếu ngài muốn mở tiệm ở kinh thành ta cách xa vạn dặm cũng tới giúp đỡ ngài. Ngài bị bệnh một phen, hại ta ăn gì cũng không có mùi vị. Nghe âm thanh, lâm trưởng quầy trong xe ngựa hẳn là một nữ tử, mà những lời này của trầm lão bản có hiềm nghi đùa giỡn, nhưng hết lần này tới lần khác người trong xe ngoài xe đều không ý thức được có vấn đề gì, lại còn cùng bật cười, nhìn thấy một màn này, tên tráng hán canh giữ cạnh đoàn xe lộ ra biểu tình dễu cợt, lấy cùi chỏ đụng đụng eo đồng bạn, dùng khẩu hình không tiếng động nói, nhìn đi, đoàn xe nửa đường gặp nhau cũng có thể cấu kết, đàn bà thì không nên xuất đầu lộ diện ra bên ngoài, đồng bạn của gã yên lặng gật đầu, mặt lộ chế nhạo, lại nhìn thủ lĩnh, phát hiện hắn vẫn ngồi trên ngựa, mắt phượng hẹp dài cảnh giác vạn phần nhìn chầm chầm các lối rẽ, không lộ ra tia buông lỏng nào. Trong lòng hai người rung lên, lúc này mới thôi, lâm trưởng quỷ như là lo lắng bệnh của mình sẽ lây cho người khác, chỉ kéo rèm xe lên một kẻ hở, đưa đôi tay ra đón hộp quà cuối cùng phân phó. Tiểu Trúc, đưa lễ vật ta đã chuẩn bị xong cho trầm lão bản, những ngày qua may có trầm lão bản giúp đỡ, nếu không chúng ta có thể không tới được kinh thành. Một thiếu niên 15-16 tuổi lập tức nhảy xuống từ trong xe ngựa, trong ngực ôm một vò rượu. Nhìn thấy vò rượu, khuôn mặt vốn đỏ ao của trầm lão bản tự hồ có thể sáng lên, mặc dù trong miệng liên tục chối từ, hai tay đã không kịp đợi vương tới, cười đến mức không thấy mắt đâu. Ai nha, Lâm trưởng quầy thật khách khí, ta đây cũng chỉ nhấc tay một cái thôi. Vừa nói vừa dùng sức ngửi miệng vò, lộ ra biểu tình mê say. Với ngài là một lần nhấc tay, với chúng ta là đại ân đại đức. Giờ không còn sớm, trầm lão bản ngài mau lên đường đi, chúng ta tạm biệt từ đây, ngày sau có duyên gặp lại ở Kinh Thành, ta nhất định mời ngài ăn cơm. Lâm trưởng quầy giọng điệu thành khẩn, trầm lão bản càng thêm cười thấy răng không thấy mắt, lặp đi lặp lại nhấn mạnh nói. Lâm trưởng quầy, vì phòng ngài quý nhân nhiều chuyện sẽ quên, bữa cơm này ta ghi nợ trước, ngày sau nhất định tới kinh thành đòi nợ. Không quên được, hẹn gặp lại. Lâm trưởng quầy bật cười, sau khi hai người từ biệt, đoàn xe thật dài chia làm hai, mười cổ xe ngựa phía trước theo ngã ba tới Giao Châu, năm chiếc phía sau tiếp tục đi thẳng về phía trước, muốn tới Kinh Thành. Đoàn hộ vệ cũng chia làm hai ngã, trong đó một phần tiếp tục đi theo trầm lão bản, chỉ còn ba tráng hán rơi ở sau đoàn xe của lâm trưởng quầy thúc ngựa từ từ đi lâm trưởng quầy tựa hồ xuyên qua rèm xe nhìn thấy ba người liền phái một tên sai vặt tới chào hỏi tên sai vặt trên mặt có hơi sợ sệt nhưng vẫn lấy dũng khí hỏi ba vị đại ca các ngươi có tới kinh thành không một người trong đó cười như không cười nói phải thì thế nào chuyện là vậy trưởng quầy của bọn ta muốn thuê các ngươi làm bảo tiêu chỉ cần có thể giúp chúng ta bình an tới kinh thành, trưởng quầy sẽ trả mỗi người 10 lượng bạc, dọc đường đi bao ăn bao uống, như vậy được không? Không được. Tráng hán cười ha hả, lời nói ra khỏi miệng lại có thể nghẹn chết người ta. Đồng bạn của hắn hừ nhẹ một tiếng, hình như rất coi thường 10 lượng bạc, tên sai vặt giận tới mức mặt đỏ rần, nhưng vẫn nhịn xuống nhấn mạnh. Ba vị đại ca hãy suy nghĩ chút nữa, chúng ta có bao ăn bao uống đồ ăn của chúng ta thực sự rất ngon, không làm ngài thua thiệt đâu. Mười lượng bạc lão tử còn coi thường, chẳng lẽ để ý thức ăn nhà ngươi chắc. Cút nhanh lên, đừng làm chậm trễ hành trình của bọn ta. Tráng háng có chút không nhịn được, giả bộ rút roi bên hông ra, nam tử dẫn đầu vóc người cao lớn nhất, khí thế kinh người nhất. Hắn da ngâm đen, dung mạo khôi ngô, một vết sẹo đau nguy hiểm xẹt qua tráng ẩn vào tóc mai, làm hắn có nhiều thêm vài phần lệ khí tự hồ ngại thuộc hạ phô trương quá mức hắn lạnh lùng liếc một cái hai tên tráng hán lập tức nghiêm túc lại giải thích chúng ta không có nhiều thời gian sẽ đi đường tắt về kinh không cách nào đồng hành cùng các ngươi được đi đường tắt phải leo núi đường núi gập ghềnh không bằng phẳng còn chật hẹp chỉ có ngựa có thể lao qua xe ngựa không thể qua được tên sai vặt nghe lời này vội chấp tay cáo từ trước khi đi liếc mắt nhìn nam tử dẫn đầu một cái thật nhanh trong lòng giật mình chỉ thấy nam tử cưỡi trên lưng con ngựa cao lớn, đôi mắt phượng hẹp dài lạnh như tên băng sắc bén, vóc người khỏe mạnh bọc trong y phục đen nhánh, nhìn một cái là biết người này có luyện võ, người này lệ khí rất nặng, không phải thổ phỉ đấy chứ. Nghĩ tới đây, tên sai vặt chạy càng nhanh, lâm trưởng quầy ngồi trong xe ngựa gần đó, tất nhiên nghe được những lời này, không hỏi thêm gì nữa. Đoàn người lặng yên đi đường, mắt thấy đã tới trưa, liền nghỉ ngơi ở một bãi đất trống hai tiểu nha đầu bưng bình gốm ra sông rót nước, ba tên sai vặt dọn đá làm bếp, chuẩn bị nổi lửa nấu cơm ở đây, hai bên đường núi nở rộ hoa tường vi dại, lớp lớp cánh hoa được mưa phùng tắm táp, tỏ vẻ hết sức thích ý. Lâm trưởng quầy vén rèm xe thưởng thức cảnh đẹp, uống một bát nước gừng, lúc này mới chậm rãi leo xuống xe, nói. Đợi lâu trong xe, xương cốt ta cũng trả rời, phải xuống hoạt động một chút mới được. Cơm trưa hôm nay ta làm, các ngươi mang dụng cụ làm bếp của ta xuống đây. A, à, hay quá, hôm nay Lâm tỷ tỷ nấu cơm. Hai tiểu nha đầu hớn hở vui mừng hoan hô, mấy tên sai vặt cũng lộ ra thần sắc vui vẻ, ba tên tráng hán theo đoàn xe một đường, vị Lâm trưởng quầy này cũng bệnh suốt một đường, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, không khỏi ngướng cổ lên nhìn. Chỉ thấy đối phương khoảng 20 tuổi, chải phụ nhân kế, một, thân cao gầy, dung mạo xinh đẹp, làn da không phải trắng nõn, mà là màu mạch nhàn nhạt, có thể nói hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ đương thời. Nhưng giữa hai hàng lông mày nàng có một cổ anh khí, khiến người nhìn rất thoải mái, hóa ra đây chính là lâm trưởng quầy mà trầm lão bản tìm cách lấy lòng, hoàn toàn khác với vư vật hay gia nhân khuynh thành trong tưởng tượng. Hai tên tráng hán thất vọng mười phần, thủ lĩnh của họ lại nhìn chầm chầm đối phương hồi lâu, lâm trưởng quầy, cũng chính là lâm đạm, lập tức phát hiện ánh mắt khác thường của nam tử nọ, quay đầu nhìn hắn, tầm mắt hai người chạm nhau, một thì mặt lộ bừng tỉnh, một thì cảm thấy nghi ngờ. Xin hỏi vị đại ca này, trước kia chúng ta từng gặp nhau chưa? Lâm đạm chấp tay tạo thế hỏi, tự nhiên hào phóng, nam tử chần chờ một lát rồi trầm giọng nói. Chưa từng. Lâm đạm cẩn thận quan sát hắn, chắc chắn mình đúng thật là chưa từng gặp, liền không để ý nữa. Đối phương mặt mày khôi ngô, khí thế kinh người, nếu cô gặp qua một lần chắc chắn sẽ không quên, chờ lâm đạm đi xa, một tráng hán đè thấp giọng hỏi. Thủ lĩnh, ngươi quen biết vị lâm trưởng quầy này sao? Nam tử không trả lời, chỉ yên lặng lấy ra lương khô và túi nước, khó khăn nuốt xuống. Một tráng hán khác xé bọc lương khô cứng trắng nhét vào miệng đồng bạn, trách mắng, ăn đồ của ngươi đi, đừng có hỏi lung tung. Tráng hán ba lăng nhăn khạc chỗ lương khô cứng rắn đấy ra, xì một tiếng, quán tháng nói mẹ lương khô này để mấy ngày rồi còn cứng hơn cả đá ngày nào cũng ăn thứ này miệng lão tử nhạc vl ráng nhịn chút nữa đến đoạn đường kế tiếp chúng ta có thể rẽ vào đường mòn tới kinh thành đến lúc đó ăn một bữa rượu thịt no say về nhà ngủ một giấc thật ngon đồng bạn lộ ra thần sắc ước mơ ngã ba tiếp theo còn xa không không xa chắc sáng sớm ngày mai là có thể tới mẹ sáng sớm ngày mai ngươi còn nói không xa. Lão tử hận không thể chấp cánh bay về rồi. Hai người một bên gặm lương khô một bên nói chuyện, nam tử dẫn đầu thủy chung không nói một lời, chẳng qua thi thoảng lại ngước mắt nhìn lâm trưởng quầy một cái, tự hồ có chút để ý tới cô, lâm đạm đang bận chuẩn bị cơm trưa, hồn nhiên không có cảm giác gì với sự chú ý của nam tử. Cô lấy ra mấy miếng thịt muối thái đều đặt trên lửa nướng, đợi thịt thấm hết mỡ, lông heo chưa từng được cạo sạch cũng bị ngọn lửa liếm hết liền cho vào nước sông cỏ rửa, dùng lưỡi đao gạt sạch chỗ cháy đen còn sót lại. Hai tiểu nha đầu được cô phân phó, chạy vào rừng hái vài cây hành hoang, mấy gốc măng tre đợi dùng, mấy tên sai vặt khác nổi lửa nấu cơm, lâm đạm đem thịt đã rửa sạch cắt thành lát, bỏ vào nồi trộn xào, đợi xào ra thật nhiều mỡ thì bỏ vào mấy nguyên liệu không biết là cái gì viên thành từng viên đỏ nhạt, dùng nồi nhẹ nhàng khuấy khuấy một mùi hương chua chua hòa lẫn với vị thịt muối thơm nồng tràn ngập trong không khí, đưa đến ba tráng hán liên tục trướng cổ lên nhìn. Mẹ, đây là vị quỷ gì? Đã chua còn hôi. Tráng háng ba lăng nhăn ngoài miệng thì chê, nước miếng đã chảy ba thước. Ta cũng không biết, cho tới giờ chưa thấy qua. Đồng bạn của hắn nhón chân lên, nhìn chầm chầm cái nồi lâm đạm đang xào nấu, mấy viên màu đỏ nhạt đã bị lâm đạm khuấy vỡ, biến thành bột nhỏ hòa vào cùng thịt muối, màu sắc thức ăn quả thực không tính đẹp mắt, nhưng mùi thơm cực kỳ đậm đà, vừa tới lỗ mũi, cũng không biết vì cớ gì, đã làm người ta thèm nhỏ dãi. Cái gọi là trong xấu xí có lẫn đặc sắc, ước chừng chính là như vậy, nam tử khôi ngô từ đầu tới cuối không nói một lời cuối cùng mở miệng. Đó là bả đậu ướp, đặc sản của vùng An Khánh. Thừa dịp tiết trời quang đã lấy đậu hũ nát, bóp vỡ, bỏ vào trong hũ, thêm chút muối ăn, hoa tiêu để dành. Nếu ngại mùi vị không đủ nồng, có thể dùng xương sườn đun lên làm nước cốt, đổ vào bã đậu rồi dùng lá sen ém miệng, đợi từ từ lên men. Sau khi lên men hoàn toàn thì bóc thành viên đem phơi khô thành món bả đậu ướp tiện mang theo, mùi vị chua cay mặn tê hết sức phong phú, trong mùi thịt còn kèm theo hương đậu, hết sức đặc biệt. Một Phụ nhân kế Kiểu tóc dành cho phụ nữ có chồng Chương 8 Nữ đầu bếp 7 Nguồn Mê truyện audio.com. Bả đậu ướp là loại nguyên liệu nấu ăn đặc sản của nước Tông Tử. Nước Tông Tử là nước thiết lập bởi hai bộ lạc Hạ Thương, an phận tại biên giới, mưa toan khôi phục ngai vàng, sau đó bị danh tướng Tiền Triều Tử Lỗ tiêu diệt. Hiện nay mặc dù còn gọi là nước Tông Tử, thực ra chỉ là một huyện của Đại Sở mà thôi. Lâm Đạm không nghĩ tới một chỗ vắng vẻ như vậy cũng có người biết, lại còn kể lại cặn kẽ chi tiết quá trình nấu món đặc sản không khỏi nhìn về phía nam tử khôi ngô. Nam tử và cô bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng cúi đầu tiếp tục gặm lương khô, thịt muối trong nồi đều bọc một lớp bã đậu ướt bên ngoài, dầu mỡ dư thừa không ngừng sôi sục tanh tách giòn tan, tỏa mùi thơm nước mũi ra ngoài. Lâm đạm thu hồi ánh mắt, nói với tiểu nha đầu ngồi sổn bên cạnh mình. Có thể rót nước. Tiểu nha đầu vội vàng đổ nước từ bình gốm vào nồi, nước vừa chảy vào, màu sắc thức ăn vốn đã không dễ nhìn càng đục ngầu hơn, nhưng mùi giấm sông thẳng vào mũi đã nhạt hơn nhiều, đẩy mùi vị thoang thoảng vốn có của thịt muối và đậu hũ ra ngoài. Mùi hương vừa thay đổi này lập tức được gió xuân lất vất thổi bay, truyền đi khắp nơi. Ba nam tử ngồi cách đó không xa nhịn không được hít mũi một cái, miệng vốn khô khan nhất thời tiết ra nhiều nước miếng, không cần uống nước cũng có thể nuốt khối lương khô cứng trắng xuống. Nhưng hiện tại nhìn lương khô cứng trắng bọn họ có loại cảm giác nuốt không trôi, Lâm Đạm hoàn toàn không thèm để ý cảm thụ của vài người này, tự hồ cảm thấy thức ăn trong nồi còn chưa đủ ngon, lại chia ra đổ vào vài loại gia vị khác nhau, dùng muỗng chậm rãi khuấy. Nước canh đã sôi trào, đang ùng ục ùng ục nổi bọt, hơi nước màu trắng lôi cuốn mùi thơm bá đạo tán ra bốn phía, công kích cứu giác và vị giác của tất cả mọi người. Tiểu nha đầu vừa nuốt nước miếng vừa nói. Sư phụ, nước canh sôi lâu như vậy người mới rắc bột hoa tiêu, như vậy có đủ thấm vị hay không? Lâm Đạm từ từ nói. Đây là đằng tiêu, một, không phải hoa tiêu. Hoa tiêu vị tê tê, đằng tiêu thì trong tê có chát, nấu quá lâu sẽ làm đồ ăn bị đắng, cho nên phải đợi chậm một chút mới cho vào. Vị tê của đằng tiêu chính tông hơn so với hoa tiêu, không cần dùng dầu xào lên, chỉ cần bỏ vào nước sôi đun một khắc đồng hồ là có thể kích ra mùi vị tê cây mát lạnh tiểu nha đầu gật đầu một cái bày tỏ thụ giáo lâm đạm bỏ mang thái sẵn vào nồi nấu trong chốc lát cuối cùng lấy dăm ba cây hành đã rửa sạch cuốn thành cuốn chuẩn bị bỏ vào nồi tiểu nha đầu vội vàng kéo tay áo cô nghi ngờ nói sư phụ ngài từng nói làm thức ăn kỹ nhất là trộn lẫn vì sao món bả đậu ướp hầm thịt muối này của ngài lại nấu thế này món ăn này vốn vị đã nặng ngài còn cho hành dại nước mũi này vào không lấy được mùi vị kết hợp không thể ăn Ta cảm thấy mùi vị bây giờ rất tốt, không cần thêm gia vị khác." Lâm Đạm cười nhạt liếc nàng, giải thích rõ. "Ngươi từng nhớ cách thức nêm gia vị ta từng tặng ngươi không? Thức ăn nặng miệng cần dùng phương pháp tăng vị, làm nổi bật sự đậm đà của nó, thức ăn nhạt miệng cần dùng phương pháp giảm vị, làm nổi bật mùi thơm vốn có, ngoài ra còn có phương pháp hỗn hợp, phương pháp chuyển vị vân vân. Hôm nay ta sử dụng phương pháp tăng vị tăng thêm vị chua cay của bả đậu ướp cho vị mặn của thịt muối, hỗn hợp hai cái lại rồi tăng thêm vị tê cay của đằng tiêu, ba vị chua cay tê hơi có vẻ pha tạp, lúc này lại thêm vào hành dại, tức thêm vào vị ngọt, chát và đắng nhẹ, mùi hương khác biệt của hành dại lẫn vào mùi hôi của bả đậu ướp, khiến cho tầng tầng xếp lên, tầng tầng tăng vị, lúc này mới thành một nồi thức ăn ngon. Cái gọi là kỵ trộn lẫn, không phải nói gia vị càng ít càng tốt, mà là nói mùi vị càng rõ càng tốt nặng ở cấp độ, mà không phải chủng loại. Giữa các gia vị có sự trợ giúp lẫn nhau, vị chua có thể làm giảm vị mặn, vị mặn lại có thể tăng thêm vị ngọt, hết sức kỳ diệu. Cho nên lúc ta xào món này chưa từng bỏ thịt muối vào nước sôi để ninh, bởi vì vị chua của bã đậu ướp sẽ làm yếu vị mặn của thịt muối, trưới nước lên vị sẽ nhạt đi, người sau này phải chú ý. Lâm Đạm vừa nói vừa thả hành dại vào nồi nhẹ nhàng khuấy. Vốn bã đậu hỗn loạn thành một đoàn nhất thời trắng trắng, đỏ đỏ, xanh xanh, màu sắc trở nên cực kỳ đẹp mắt, một mùi thơm đậm đà khó có thể nói thành lời tràn ngập, tiểu nha đầu một bên nuốt nước miếng, một bên kích động. Sư phụ, ngài thật lợi hại. Sau khi cho thêm hành dại, mùi vị nồi canh quả nhiên khác hẳn. Một món ăn trước sau thay đổi ba vị khác nhau, nếu không phải có ngài nói, ta thật không nghĩ ra còn có cách làm này. Lâm Đạm khẽ cười nói, vậy để ta kiểm tra ngươi tại sao lại bỏ măng tươi vào măng tươi với thịt muối vốn nên nấu cùng nhau mà mùi vị tốt hơn tiểu nha đầu vừa mới học nấu ăn đang ở giai đoạn mơ hồ lâm đạm kiên nhẫn giải thích bả đậu ướp và thịt muối đều là món ướp mùi vị tuy tốt nhưng có một khuyết điểm lớn nhất đó chính là thiếu vị tươi thêm măng là để có vị tươi mới có thể bù vào chỗ món ăn còn thiếu các ngươi nếm thử một chút có phải sau khi cho thêm măng, đầu lưỡi có thêm vị tươi ngon không? Lâm đạm dùng thìa múc canh, đưa tới bên miệng tiểu nha đầu, tiểu nha đầu tỉ mỉ nhấp một miếng, nhất thời dơ ngón tay cái. Thật tươi ngon. Sư phụ, ngài sáng tạo món ăn này thật tuyệt. Lâm đạm cười lắc đầu, lúc này mới hô mới những người làm sớm đã nước miếng đầy đất. Được rồi, mọi người có thể ăn cơm. Ăn cơm ăn cơm. Mau mang bát đũa tới đám người xuống lại từ sớm dung tốc độ nhanh nhất có thể xới cơm, múc đồ ăn, vùi đầu ăn từng miếng lớn. Tiếng đũa bát va chạm long công vang lên, còn có tiếng đầu lưỡi cuốn thức ăn xì sụp và tiếng nuốt ừng ực, mọi người ăn vội ăn vàng cứ như nhịn đói mấy ngày vậy, tiểu nha đầu ăn đồ nóng đến cái trán đổ mồ hôi, gò má đỏ bừng, không khỏi cảm thán nói. Sư phụ, ngài bị bệnh một lần, làm chúng ta chưa lần nào ăn cơm no. Ăn quen đồ ngài làm rồi, sang thứ khác chẳng có mùi vị gì. Lâm đạm xoa xoa đầu nàng, mắt lộ vẻ cưng chiều, bản thân tùy tiện ăn vài miếng rồi vào xe nằm. Bệnh của cô còn chưa hết, mới vừa rồi hít phải khói bụi, cổ họng bắt đầu phát đau, hai tráng hán ngồi cách đó không xa từ lúc Lâm đạm bắt đầu nấu cơm đã nuốt không trôi lương khô rồi, rối rít trướng cổ ngóng trong nồi lớn, ngay cả thủ lĩnh tính tình lãnh đạm cũng có chút không kiềm chế được nhìn nhiều mấy lần, tốc độ nuốt lương khô càng ngày càng chậm. Khi Lâm Đạm bắt đầu kể rõ phương pháp nêm nếm gia vị cho món ăn, hắn đã hoàn toàn không ăn lương khô nữa, dứt khoát ném túi nước vĩnh tai lắng nghe, Lâm Đạm có giọng nói chậm rãi nhu hòa, cách dùng từ đặt câu hết sức hình tượng sinh động, dù nhìn không rõ nồi thức ăn, chỉ nghe cô kể lại, hít mùi thơm tỏa ra, liền có thể tưởng tượng mùi vị của nồi thịt muối hầm bả đậu ướp này tuyệt vời thế nào. Khi những người làm bắt đầu dành đồ ăn, tưởng tượng liền hóa thành sự thực, khiến ba người trong bụng đánh trống miệng lưỡi thòng thèm, cảm giác đói bụng đánh úp lại. Mẹ, ta sắp không chịu nổi. Tráng hán ba lăng nhăn dùng tay áo hung hăng xoa xoa nước miếng bên khóe miệng mình. Nồi thức ăn lớn như vậy, ngươi nói họ có ăn hết không? Một tên tráng hán khác cõi lòng chờ mong hỏi, nam tử khôi ngô không trả lời, một đôi mắt phương không chịu không chế nhìn chầm chầm nồi lớn, biết hầu rung động, tựa hồ đang nuốt nước bọt, ba người trầm mặt một hồi, mắt thấy người bên kia liên tục hạ đũa, gấp thịt muối gấp măng tươi gấp hành dại, cuối cùng cả canh bả đậu cũng múc ra trộn cơm, nhất thời có chút ngồi không yên. Triệu lão lục, ngươi đi hỏi họ xem họ có thừa đồ ăn không, chúng ta cầm tiền mua. Đại hán ba lăng nhăn dùng cùi chỏ thọc đồng bạn, triệu lục thấp giọng mắng. Ngươi con mẹ nó tại sao không đi? Ta vừa mới mắng tên sai vặt kia còn gì? Ta cũng cần mặt mũi nhìn người chứ. La đầu sắc, ngươi muốn lão tử vứt mặt mũi đấy à? vừa dứt lời, một trận gió thổi mùi thơm thức ăn tới, ba vị tê cây chua pha với vị mặn của thịt muối, chưa cần ăn vào miệng đã có cảm giác vui sướng tràn trề, đơn giản là câu hồn. Mẹ, lão tử đếp cần mặt mũi, lão tử phải qua chào hỏi một câu. Triệu lục lúc này bỏ mặt bỏ mũi, ông hai lượng bạc chạy tới, tên sai vặt lúc trước bị hai người vô tình từ chối dẻo cật mất sức chính trâu hai hổ mới thò mặt ra từ trong bát, trận trắng mắt nói, một tí thức ăn như vậy, bọn ta có đến 6 người, sao ăn không hết? Chúng ta bỏ tiền mua không được sao? Triệu lục móc ra hai lượng bạc, cười hết sức nịnh hót. Củi lửa vẫn cháy, nước canh vẫn sôi ùng ụt, mùi thơm kia đúng là không có giới hạn. Hắn tới gần nồi lớn rồi không nhúc nhích nói, nước miếng chảy ròng ròng. Không được. Tên sai vặt vòng qua hắn tới bên nồi, vớt mấy miếng thịt muối, lại vớt mấy miếng măng và hành dại, xì xà xì sụt nhét vào miệng, căn bản không nói nổi nữa, triệu lục nhìn chầm chầm bóng dáng của hắn, biểu tình có chút đáng thương, tự hồ cảm thấy thuộc hạ của mình thật mất mặt, nam tử tuấn vĩ trầm giọng ra lệnh. Trở lại đi. Triệu lục nhìn bát cơm trang canh của tên sai vặt, lại nhìn nồi lớn đang sôi sùng sụp, lúc này mới không cam lòng trở lại. Ba người cùng chung chí hướng cầm túi lên rót nước, khi lý hồ đồ, hai, uống mấy ngụm nước to, trong miệng càng không có vị gì ngồi chốc lát, mỗi người cùng đi tiểu tiện, nước vừa uống xong lập tức không còn, ba người càng đói bụng hơn, ánh mắt nhìn chầm chầm nồi lớn có chút xám ngắt, tên sai vặt bị ánh mắt trừng lớn của mấy người làm cho sợ hãi, không khỏi thầm nghĩ. Ngày mai mỗi người một ngã rồi, buổi chiều và buổi tối có lẽ còn đụng phải đối phương, dứt khoát bố thí một chút đi, vì vậy dùng mui múc ra mấy miếng thịt và nước canh còn sót lại, để vào một bát tô, cất giọng nói. Thức ăn vẫn còn một ít các ngươi có muốn ăn không? Muốn muốn muốn, đa tạ vị tiểu huynh đệ này. Triệu lục đứng ngồi không yên dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, hai người khác tuy cực lực che giấu, yết hầu vẫn không nhịn được lên xuống, phần sau cùng mới là tinh hoa của nước canh, thịt muối sớm đã mềm như, bả đậu đã nửa tan, nhìn hình thức không ra gì, mùi vị lại tuyệt vời nhất hạn, lấy lương khô ra cho vào bát hút no nước, sau đó cắn một miếng thật to, mùi vị khô cứng lập tức bị mùi thơm tê cay chua mặn mềm mại thay thế, khiến người ta hận không thể nuốt cả đầu lưỡi ba nam tử cao lớn. Chụm đầu vào nhau, mỗi người một khối lương khô chấm nước canh, còn kẹp thịt muối giữa hai khối lương khô, từng ngụm từng ngụm ăn vội vàng. Cuối cùng dư lại chút cặn canh, nam tử khôi ngô trừng mắt phượng một cái, hai người khác liền không dám động, trưng trưng nhìn thủ lĩnh bẻ lương khô ném vào bát, hút không còn một mống, triệu lục lúc trả bát da mặt đỏ bừng, không thể trách hắn, cái bát này quá sạch sẽ, còn sáng bóng hơn cả dùng nước rửa qua. Một, đằng tiêu. Cây sẻn gai, một loài thực vật có hoa thuộc họ cửu lý hương. Cây gỗ nhỏ cao 4M, thân to 20cm, gai thẳng, dẹp. Lá có sống lá, có cánh rộng 2mm, mang 3, 5, 7, lá chét thon, dài đến 13cm, không lông, mép có răng nằm, mặt dưới có tuyến nhỏ và nâu lúc khô cụm hoa ở phần nhánh già, cao 47cm, hoa trăng trắng, lá đài năm, hoa cái có nhị lép, bầu 2.5 lá noãn. Quả dài một hạt tròn, đỏ, có tuyến to, to 4.5mm, mảnh hai, hạt đen chói, 2, khi lý hồ đồ. Câu thành ngữ dân gian xuất phát từ khu vực hạ lưu sông Hoàng Hà, nghĩa là mơ hồ tùy tiện. Chương 9 Nữ đầu bếp, 8 Nguồn Mê truyện audio.com mọi người ăn uống no đủ rồi chợp mắt trong chốc lát, lúc lên đường vào buổi chiều cảm giác phá lệ sung sức. Ba tên tráng hán vốn định vượt qua năm chiếc xe ngựa trước mặt để hồi kinh, nhưng rốt cuộc bắt người tay ngắn, trắng người miệng mềm, trong đầu nghĩ nếu đã ăn của người ta một bữa cơm, bảo vệ họ một đường cũng không sao, đợi đến ngã rẽ tiếp theo mỗi người một ngã, vì vậy tiếp tục đi sau đoàn xe, lâm trưởng quầy tự hồ còn bệnh, thỉnh thoảng sẽ ho khan hai tiếng, khiến nam tử khôi ngô liên tục nhìn xe ngựa, nhưng cách một lớp rèm che cái gì cũng không nhìn thấy đi ước chừng hơn một giờ thuộc hạ gọi la thiết thủ đầu sắt một bên đánh nấc một bên tiến tới gần nam tử đè thấp giọng hỏi thủ lĩnh bao giờ chúng ta lại dừng chân ta đói nam tử chỉ nhàn nhạt liếc cả một cái không trả lời thuộc hạ tên triệu lục liền chế nhạo mới ăn cơm trưa không bao lâu ngươi đã đói rồi à ta nấc lên quá thơm nghe nghe lại bắt đầu đói, còn muốn ăn. La thiết thủ vừa dứt lời liền ở một cái, trong họng nhất thời tràn đầy vị thịt muối. Đều nói thức ăn vào bụng không tới một khắc sẽ bốc mùi, cho nên nấc lên toàn mùi hôi, nhưng món này của lâm trưởng quầy thì khác, qua 2 giờ rồi mùi thơm nồng nặc vẫn lưu trong bụng, thậm chí cả bộ quần áo lây dính đầy mùi thơm của thức ăn. Khiến cho người ngửi không chịu nổi, thật ra thì triệu lục cũng đói, không khỏi nhìn về phía nam tử khôi ngô tiếp tục đi đường, đừng nói nhảm. Nam tử mặt không đổi nói, hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng loạt thở dài, lại qua một giờ, mắt thấy mặt trời sắp lặn, lúc này mới chạy lên trước đoàn xe, lớn tiếng đề nghị. Nơi này không có khe núi nào để chúng ta hạ trại nghỉ ngơi, không bằng sắp xếp ở lại đây đi. Đi tiếp về phía trước là rừng rậm, trong rừng có nhiều giả thú, rất nguy hiểm. Vậy nghỉ ở đây một đêm đi sai vặt tên tiểu trúc cũng không phải người không biết tốt xấu, vội vàng bảo phu xe dừng lại. Tối nay ăn cái gì? Không chờ xe ngựa dừng hẳn, la thiết thủ đã khẩn cấp hỏi thăm. Chúng ta ăn cái gì thì liên quan gì đến ngươi? Tiểu trúc quay hàm phòng lên. Không phải, triệu lục vòng từ phía sau ra, cười đùa nói. Chúng ta vốn có thể đánh ngựa đi trước, nhưng vẫn ở lại bảo vệ các ngươi một đường, cùng các ngươi ăn chung một bữa tối không tính là quá đáng chứ tiểu trúc đang chuẩn bị dẻo cợt báo thù lúc trước liền nghe giọng nói khàn khàn nhưng uyển chuyển ôn hòa truyền ra từ trong xe ngựa đa tạ các vị đại ca bảo vệ dọc đường mời các ngươi ăn cơm là chuyện đương nhiên sao lại quá đáng được dứt lời lâm trưởng quầy nhảy xuống xe tỉ mỉ buộc khăn che đầu lại không để tóc mai tùy ý bay loạn vậy thì cảm ơn lâm trưởng quầy triệu lục và la thiết thủ nhất thời cười sang sản Vị lâm trưởng quầy này đối đãi với người khác hết sức lễ độ, khiến người ta thấy thoải mái, nam tử tuấn vĩ cũng khung tay, nghiêm túc nói. Đa tạ lâm trưởng quầy. Không có gì. Lâm đạm mỉm cười nói, bữa tối không thích hợp ăn nhiều, khẩu vị không thể quá nặng, nếu không sẽ khiến cho dạ dày khó chịu, chúng ta tùy tiện ăn một chút bánh bột ngô thế nào. Dĩ nhiên có thể, làm phiền lâm trưởng quầy. Nam tử khôi ngô cũng không ý kiến, Hai tên thuộc hạ của hắn lại thất vọng. Liên tục nhiều ngày ăn lương khô, họ sớm ngấy rồi, bánh cuốn và lương khô đều là thức ăn chay, khẩu vị không khác lắm, không thể ngon miệng như thịt muối được. Bọn họ dạ dày rất tốt, không khó chịu đâu mà. Nhưng nghĩ thì nghĩ, nhìn thấy thủ lĩnh đã nhận lời, hai người tự nhiên không dám ý kiến, Lâm Đạm hơi gật đầu, sau đó dẫn hai tiểu nha đầu vào rừng hai rau cỏ dại. Vừa hôm trước trời đổ mưa xuân, đất bùng ẩm ướt, các loại rau cỏ dại xanh mơn mởn thi nhau mọc lên, tràn đầy khắp núi. Ba tên sai vặt ở lại sách nước, đống củi, bắt bếp, nổi lửa. Hai tráng hán vốn định nằm xuống nghỉ một lát, mặc kệ trưởng quầy, bị thủ lĩnh nhà mình trừng một cái, không thể không bò dậy hỗ trợ làm việc. Mấy khắc sau, Lâm Đạm và hai tiểu nha đầu mỗi người cầm một cái giỏ trở lại, trong giỏ chất đầy rau củ dại, có măng tươi, rau cải, nấm, cây hương thung vân vân. Ba tên sai vặt bắt hai cái bếp, chia ra làm hai nồi lớn, nước trong nồi đã nấu sôi, ùng ục ùng ục nổi bọt. Lâm đạm để tiểu nha đầu rửa rau, mình thì lấy ra một cái hộp nâu từ trong xe ngựa. Đây là thứ gì vậy? La thiết thủ tiến tới hỏi dò, trên mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Đây là đậu phụ khô, đặc sản ba thục, dùng phương pháp giống như làm thịt muối mà thành, vị mặn nước mũi. Lâm Đạm từ từ giải thích, La Thiết Thủ mở nắp vuông lên ngửi một cái, quả nhiên có vị mặn, còn có mùi thơm của đậu, mùi vị hết sức đặc biệt. Ngươi còn đi qua ba thục. Nam tử khôi ngô trước giờ trầm mặt ít lời lại chủ động mở miệng. Nơi đó đường rất khó đi. Đường tới thục khó khăn, còn khó hơn lên trời. Lâm đạm khẽ cười, nhưng khi đi qua đoạn đường gập ghềnh đó ngươi sẽ phát hiện, ba thục là một nơi không thể tốt hơn được nữa, non xanh, nước biếc, người đẹp, thức ăn càng ngon hơn. Với cô mà nói, nơi có đồ ăn ngon chính là kho trời cho nên ba thục là đất nước kho báu của trời cao danh xứng với thực nam tử khôi ngô gật đầu một cái trong con ngươi trong trẻo lạnh lùng hiện ra nụ cười thức ăn ba thục đúng là rất ngon xem ra ngươi cũng là một kẻ sành ăn lâm đạm xắn tay áo sơ chế nguyên liệu nấu ăn nấu măng ra nước rau cải cũng cho vào nước luộc qua kể cả nấm đậu phụ khô cũng cắt thành miếng để một bên đợi dùng hai tiểu nha đầu phụ trách nhào bột thỉnh thoảng hỏi lâm đạm có đủ nước hay không. Lại thêm chút nữa, bột quá đặc, bánh bột ngô nặng ra không đủ mỏng, không đủ tỉ mỉ sẽ ảnh hưởng khẩu vị. Lâm đạm chỉ huy hai nha đầu nhào bột, sau đó lấy ra mỡ heo được tất kỹ ra để xào thức ăn. Mỡ heo trong nồi tan ra, vang lên tiếng tanh tách giòn tan, một mùi thơm nồng sông vào mũi, khiến mọi người liên tục nuốt nước miếng. Mẹ ơi, sao mỡ heo này thơm đến vậy? La thiết thủ hít hà hỏi, lâm đạm dùng muỗng chậm rãi khuấy mỡ heo đã tan, Ông thanh nói. Làm đúng cách tự nhiên mỡ heo sẽ thơm. Lúc ta chế biến mỡ heo sẽ cho thêm nước trong, như vậy có thể phòng mỡ bị cháy khét hay bị đắng, cũng có thể nấu ra mỡ trắng hơn nồng hơn đặc hơn. Bỏ vào vò dự trữ, cứ một cân mỡ lại thêm một muỗng đường, mấy viên hoa tiêu, có hiệu quả phòng lên men, ăn 4-5 tháng không thành vấn đề. Trong khi nói chuyện, mỡ đã nóng già lâm đạm trước sau cho vào măng tươi đậu phụ khô nấm rau cải chờ sẵn dùng muỗng khoáy đều rải hạt mè và muối ăn buổi trưa ăn quá nặng miệng buổi tối chúng ta ăn thanh đạm một chút cô từ từ nói tam tiên một phân thành địa tam tiên thủy tam tiên thụ tam tiên món ăn này của chúng ta xuân tam tiên măng tươi rau cải nấm đều là vật tươi ngon hạng nhất chỉ cần dùng mỡ heo và muối xào nấu một hai, đã đủ thích miệng. Ngày xuân ăn gì các ngươi có biết không? Cô quay đầu hỏi hai nha đầu thược dược, đổ quyên, thược dược, đổ quyên gãi đầu cười ngây ngô. Các nàng chảy nước miếng không kịp, tâm trí đâu mà quan tâm cái khác, lâm đạm đảo thức ăn, ôm nhu nói. Ngày xuân ăn một chữ tươi. Đây là mùa vạn vật sống lại, hết thảy đều mới, hết thảy đều tươi, các ngươi hãy ngửi mùi hoa trong không khí, có phải cũng thấy tươi hay không? Tươi. Hai tiểu nha đầu gật đầu cười hồn nhiên, ngay sau đó lại hỏi. Thế mùa hè ăn gì ạ? À? Mùa hè ăn một chữ, sản, thoái mái. Thời tiết càng nóng bức, thức ăn càng phải nhẹ nhàng khoan khoái, như vậy tốt cho dạ dày. Buổi sáng một bát cháo đậu xanh thêm mấy miếng bánh ngọt bạc hà mát lạnh, buổi trưa dùng dầu trộn ớt đỏ và dưa leo, hành tây làm một bát mì nguội, chạng vạn tối uống một bầu rượu thêm rau trộn, đến đêm uống một bát canh ô mai chua, một ngày cứ như vậy thanh thanh sản sản đi qua, rất an nhàn đúng không nào? Hai tiểu nha đầu liếm môi truy hỏi. Vậy còn mùa thu? Lâm đạm đã xào xong món ăn tam tiên đổ ra bát, tiếp tục nói. Mùa thu ăn một chữ, bổ, buổi sáng một bát cháo đậu phộng, bổ máu lợi khí, buổi trưa hầm gà mái với hạt dẻ, vị ngọt mềm thấm vào thớ thịt gà, lưu lại trong răng miệng thật lâu không tan, buổi tối chân bí đỏ với chao, hương vị ngọt ngào lan tận trong mộng mùa thu ăn ngọt ăn bổ lấy lại sức lực mùa hè đã mất có một cơ thể tốt hơn cho mùa đông đây là ý của sát thu phiêu hai sao hai tiểu nha đầu bừng tỉnh hiểu ra ngay sau đó lại hỏi còn mùa đông à mùa đông ăn một chữ tấm lâm đạm đặt năm cái chảo lớn bằng bàn tay lên lửa dùng mỡ heo xoa đáy chảo chậm rãi đổ bột vào cổ tay nhẹ nhàng chuyển một cái không tới hai hơi thở đã xong một cái bánh, bánh tráng rơi xuống, trắng bóc, từng miếng từng miếng xếp chung với nhau, cổ tay lâm đạm thoang thoát, năm cái chảo được tráng dầu, đổ bột, chỉ trong chốc lát đã làm xong lượt bánh mới, dày mỏng cơ hồ giống nhau như đúc. Cùng lúc đó, cô vẫn còn từ từ nói chuyện, mùa đông rét mướt, thức ăn vào miệng phải ấm áp, như vậy mới thoải mái. Lúc ăn Tết người nhà ngồi cùng nhau nặng sủi cảo, cười cười nói nói, náo náo nhiệt nhiệt, vớt sủi cảo từ nước sôi ra, nhân lúc nóng ăn một miếng, dạ dày ấm, lòng người cùng ấm. Chả thịt, giò heo kho, cá hấp, bốc hơi nóng nghi ngút, hương thơm ấy à. Lâm đạm nghĩ tới cảnh tượng kia, mình cũng không nhịn cười được hai tiểu nha đầu che miệng chạy ra, sợ nước miếng của mình chảy vào nồi, ba tráng hán chẳng biết súng lại từ lúc nào, vừa nghe Lâm đạm nói chuyện vừa nhìn cô nấu cơm. Lâm trưởng quầy không chỉ có tài nấu nướng giỏi, mà còn nói chuyện êm tai, há miệng ngậm miệng đều như quyển kinh về thức ăn ngon khiến cho người nghe như đang được thưởng thức bữa tiệc lớn trong lòng phá lệ sản khoái dĩ nhiên bụng cũng đói hơn nam tử khôi ngô nhìn chầm chầm lâm đạm rất lâu trong mắt lóe lên ánh sáng phức tạp khi lâm đạm nhìn sang hắn lại làm như không có việc gì cúi đầu xuống chốc lát bánh bột ngô đã ráng xong lâm đạm rửa sạch hành dại cắt nhỏ lấy ra tương ớt ngọt mình làm tương tỏi các loại tương thơm phức khác dùng đĩa nhỏ bày từng cái vào nói. Được rồi, dọn cơm thôi. Mọi người một mặt hoang hô một mặt chạy tới giành giật ăn. Bánh bột ngô lớn chừng bàn tay trắng phao, bao ngoài thức ăn nhét vào miệng, vị giác liền bị mùi thơm đậm đà lấp đầy. Măng tươi thanh thúy ngon miệng, đậu phụ khô mặn mà, rau cải và nấm kết hợp với nhau dưới lớp da bánh trong veo, xếp thành mùi hương tươi mới nồng đượm. Nếu thấy mùi vị còn nhạt, có thể cho thêm chút hành dại cùng các loại tương mặn ngọt chua cay hết thảy tan ra nơi đầu lưỡi, thật giống như ngậm cả mùa xuân trong miệng vậy, ba tráng hán chỉ ăn một miếng liền ngây ngẩn, sau đó thật nhanh nhét bánh bột ngô còn sót lại vào miệng, ngay sau đó một cái nữa, lại một cái nữa. Tay gấp thức ăn không ngừng nghỉ chút nào, có thể nói gió cuốn mây tan. Một, tam tiên. Ba vị tươi, chia làm ba loại. Địa tam tiên. Đậu tầm, rau cải, dưa leo, có chỗ nói là rau cải, lúa mì, đậu tầm, cũng có chỗ nói là rau cải, đậu tầm, tỏi. Thủy tam tiên Ốc biển, cá nóc, cá cháy, có chỗ nói là cá cháy, cá chim, cá hoa vàng, cũng có chỗ nói là cá cháy, cá bạc, cá đuôi phượng. Thụ tam tiên Anh đào, sơn trà, hạnh, có chỗ nói là mơ, hạnh, anh đào, cũng có chỗ nói là mơ, anh đào, hương thung, hai, sát thu phiêu. Cứ đến ngày lập thu, dân gian lại làm một lần sát thu phiêu ngày này mọi người đi đo cân nặng xem cân nặng của mình so với lúc lập hạ gầy đi hay mập lên người nào giảm cân gọi là khổ hạ khi đó mọi người sẽ có đánh giá về sức khỏe lấy béo gầy làm tiêu chuẩn gầy thì cần bổ biện pháp bồi bổ chính là sát thu phiêu ăn các món ngon vị đậm lựa chọn hàng đầu là thịt gọi là lấy thịt sát phiêu nhà dân chúng bình thường vào ngày ngày ăn thịt chưng chú trọng các món như thịt luộc, thịt kho, sủi cảo thịt, gà vịt hầm các loại. Mà hôm nay, phái nữ trẻ tuổi thường lo lắng bị sát thu phiêu, hy vọng có thể gầy hơn. Theo Baidu Chương 10 Nữ đầu bếp, 9 Nguồn Mê truyện audio.com Mặc dù Lâm Đạm cố ý làm bữa tối nhiều hơn, nhưng mọi người vẫn như củ ăn không no, chủ yếu do khẩu phần của ba tráng hán quá lớn, tốc độ ăn bánh quá nhanh, người ta mới ăn xong một cái, họ đã ăn xong ba cái, nhìn mà tức đi người, lâm đạm vẫn như cũ ăn rất ít, vừa vào đêm, chứng ho khang của cô lại tăng thêm, sau khi uống thuốc liền chui vào trong xe ngựa ngủ, mọi người cũng tự giác nhẹ tay nhẹ chân, sợ làm phiền cô. Ba tên tráng hán tìm một nơi tầm mắt rộng rãi ngồi xuống, thay đoàn xe gác đêm. Bọn họ tự hồ sớm đã quen với cuộc sống màn trời chiếu đất, người trong đoàn xe đều không nhịn được muốn ngủ họ vẫn còn rất tỉnh táo. Khó trách trầm lão đầu trước khi đi còn nói luyến tiếc lâm trưởng quầy, còn bảo khi lâm trưởng quầy bệnh, lão ăn gì cũng không ngon, hóa ra vì lý do này. La thiết thủ nằm thẳng dưới đất, cái được cái không vỗ bụng. Bánh bột ngô xuân tam tiên vừa ăn quá cơ nờ ngon, đáng tiếc chỉ có tí, ta không làm sao no được. Ngươi lại đói đấy phỏng. Triệu lục cầm thanh củi to khơi đóng lửa. Đói, la thiết thủ trở mình, vừa chẹp miệng vừa nỉ non. Không biết sáng sớm ngày mai sẽ ăn món gì, ta còn muốn ăn bánh bột ngô. Nghĩ đến mùi vị bánh bột ngô, triệu lục len lén nuốt nước miếng một cái. Gã cũng muốn ăn bánh bột ngô, bánh tươi mới thơm ngon như vậy, ăn ba tháng cũng không chán. Đừng nói nữa, các ngươi đi ngủ, ta gác đêm. Nam tử khôi ngô trầm giọng mở miệng, thủ lĩnh từ trước tới nay nói một không hai, triệu lục và la thiết thủ cũng không từ chối, rất nhanh liền ngủ chốc lát trong bóng đêm vang lên tiếng bụng kêu nhẹ may mắn mọi người đều ngủ say không ai biết hôm sau bệnh của lâm đạm tốt hơn hôm qua nhiều trời chưa sáng đã thức dậy làm điểm tâm cho mọi người chưởng quầy đã dậy tiểu nhị không thể lười biếng lục tục bò dậy rót nước đốt lửa ngươi trong một đêm nhìn thấy nam tử khôi ngô ngồi bên đống lửa lâm đạm hơi có chút bất ngờ nam tử gật đầu một cái há mồm định nói nhưng không lên tiếng lâm đạm nhìn ra hắn muốn nói lại thôi chủ động hỏi ngươi có chuyện không có gì nam tử chần chờ trong chốc lát cuối cùng không nhịn được hỏi sáng sớm hôm nay chúng ta ăn gì lâm đạm không khỏi mỉm cười sáng nay ta nấu một nồi cháo trắng với ít mì sợi cộng thêm vài món ăn khác các ngươi muốn uống cháo thì uống cháo muốn ăn mì thì ăn mì tùy ý nam tử gật đầu một cái không nói thêm gì. Hai tráng hán nằm bên cạnh hắn đã tỉnh lại, lầu bầu nói. Lâm trưởng quầy, tại sao không ăn bánh bột ngô? Cháo trắng mì sợi sao ngon bằng bánh bột ngô được? Lâm đạm cười lắc đầu, đồ ăn ngon nữa cũng không thể ăn liền tù tì, mỗi bữa phải đổi một khẩu vị chứ. Thược dược đi tới, cười hì hì nói. Sư phụ, mì sợi đã xong, cháo cũng nấu rồi, ngài đi xào rau đi cuối cùng nhìn về phía triệu lục và la thiết thủ, giọng mang chế nhạo. Hai vị đại ca thân ở trong phút mà không biết, sư phụ ta có thể liên tục mấy trăm ngày không lập món, chúng ta ăn còn chưa hết, các vị còn chê. Không chê không chê, lâm trưởng quầy làm gì chúng ta ăn đó. Bị thủ lĩnh trừng một cái, hai tên tráng hán không dám phát biểu ý kiến nữa, nhưng trong lòng vẫn nhớ thương bánh bột ngô tối hôm qua cháo hoa với mì sao có thể ăn ngon như Xuân Tam Tiên được cơ chứ, nhưng rất nhanh, Lâm trưởng quầy đã dùng hành động thực tế nói cho bọn họ, chỉ cần có tài nấu nướng, dù là cháo hoa đơn giản nhất cũng thành món ngon thượng hạng. Cô lấy tóc mỡ cất trong vò ra băm, bỏ vào nồi xào nấu, lại thái cây hương thung thành hạt lựu, đổ vào nồi tóc mỡ. Nước cây hương thung và tóc mỡ thẩm lẫn vào nhau, hóa thành nồi canh thơm nồng, đi đôi với từng bọc khí đang sôi trào là từng cổ mùi thơm kỳ diệu tuôn ra đợi tóc mở mềm đi mùi thơm của cây hương thung đã hoàn toàn được kích thích lâm đạm nhanh chóng cho vào nước tương muối hồ tiêu các loại gia vị trộn xào mấy lần bắt nồi ra thơm quá thơm quá thực dược và đỗ quyên mang bình thịt thái đi vừa bưng vừa hít hà triệu lục và la thiết thủ vốn không muốn ăn vào lúc này cũng sắp không ngăn được nước miếng trong miệng lâm đạm còn thấy chưa đủ xào xong lại chưng một bát cá mặn, lấy ra bát rau trộn hoa mã lan, còn có một ít thức ăn ướp sẵn bày ra bàn, lúc này mới bắt đầu cán bột mì. Mì sợi cán xong, cháo trắng đã chín, tất cả mọi người vội vội vàng vàng cầm bát đũa của mình ra, chờ dọn cơm. Được rồi, ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta còn lên đường. Lâm đạm rửa sạch hai tay, ung dung thông thả buông ống tay áo, ba tráng hán không hổ là người luyện võ, trong chớp mắt đã chén xong ba bát mì sợi nóng hổi, trộn đều với thịt thái, sột sột ăn vào miệng. Hương thung và tóc mỡ đều là nguyên liệu nấu ăn có mùi thơm đậm đà, hai cái hòa làm một, càng tỏa hương thơm kỳ diệu. Mì sợi cũng cực kỳ dẻo dai, mỗi sợi đều hút no nước thịt thái, hút một miếng, khẩu vị mừa mềm vừa giòn lại mặn mà trong nháy mắt chinh phục vị giác cả ba người ăn ngon, ăn quá ngon. Ba người đồng loạt sáng mắt lên, tốc độ ăn mì không khỏi tăng nhanh bọn họ nhanh, người khác tự nhiên không dám chậm, quanh trại nhất thời chỉ còn lại tiếng ăn, lâm đạm vẫn còn đang bệnh, khẩu vị không tốt, chỉ uống một chén cháo đã dừng tay, nam tử khôi ngô ngẩng đầu nhìn cô, giọng mang quan tâm, lâm trưởng quầy, thân thể ngươi vẫn khó chịu. Thân thể tôi đã tốt, chẳng qua vẫn hơi yếu, chắc phải vào xe ngựa nằm nghỉ một lát. Mọi người cứ ăn đi, không cần để ý tới ta. Nam tử cẩn thận quan sát cô, thấy cô sắc mặt ửng hồng, trong mắt sáng rõ, trong không giống bệnh tình nặng thêm, lúc này mới yên tâm. Triệu lục và la thiết thủ ăn được ba bát mì rồi mới giảm tốc độ ăn, mặc dù đã no bảy phần, nhưng vẫn múc một bát cháo ăn cho thanh dạ dày, cháo trắng quả nhiên chỉ là cháo trắng, không có mùi vị gì đặc biệt, ăn vào trong miệng rất nhạt. Hai người thuận thế gấp rau cải vào, ăn cùng với cháo, nhất thời kinh sợ như gặp phải thần tiên, một. Rau muối này là dùng rau cần nước cắt nát làm nguyên liệu, Bên trong có trộn thêm rượu đắng, hạt vừng và đại hồi tạo cảm giác giòn, chua, mặn, có vẻ đậm đà hơn nhưng nếu ăn với cháo hoa nhạt, ngọt, hương vị lập tức cân bằng, hương thơm lại bay vào mũi. Uống một hơi là lỗ chân lông cũng cảm thấy thông thuận, dạ dày cũng thoải mái hơn. Còn một món nữa là cá mặn chưng chao, không biết lâm trưởng quầy dùng bí pháp gì để xào nấu. Cá mặn vốn cứng rắn bị cô làm cho vừa mềm vừa thơm, nước cốt từ trong thịt chậm rãi chảy ra hòa cùng một chỗ với mùi thơm của chao, làm người ta nước miếng chảy ba thước. Không khỏi quá mềm rồi, ngay cả xương cá cũng mềm, cấp lên có thể trực tiếp cho vào miệng nhai, càng nhai càng có mùi vị, cá mặn vị nồng, cháo trắng vị đạm, cắn một miếng cá mặn ăn một miếng cháo trắng, thức ăn trong miệng vừa có cái ngọt từ gạo, vừa có cái mặn từ cá, rất phù hợp. Triệu lục và la thiết thủ ăn một lần là không dừng lại được, ăn hai bát cháo mới thỏa mãn lau miệng nhìn thấy hành động điên cuồng cướp đồ ăn của họ nam tử khôi ngô tự nhiên sẽ không bỏ qua thức ăn ngon nhìn như ưu nhã thực ra rất nhanh múc một bát cháo gấp các loại thức ăn giết sạch số cá mặn còn sót lại ăn xong còn thấy chưa đủ rót nước cá mặn chưng chao vào mì sợi hút sạch không còn một giọt tiểu trúc đã sớm nhìn ngay người vạn không ngờ tới ba người này một người so với một người còn ăn khỏe hơn may mà họ không đồng ý ở lại làm bảo tiêu nếu không nhất định sẽ ăn nghèo đoàn xe nhà mình mất má ơi cuộc sống gia đình thể này quá sướng ăn điểm tâm xong triệu lục và la thiết thủ nằm trên một tảng đá lớn xoa bụng vẻ mặt rất là thỏa mãn nghĩ một lát chúng ta sẽ lên đường tranh thủ ngày mai đến được kinh thành nam tử khôi ngô đứng nghiêm như cũ vòng eo gầy bình thường thản nhiên cứ như chưa ăn cái gì vậy được rồi hai tráng hán còn lại tròn miệng đồng ý chỉ thấy một sai vặt của Lâm trưởng quầy sách hai con thỏ hoang cùng một con gà rừng từ trong rừng chạy đến, hết sức phấn khởi nói. trưởng quầy, bảy lưới tối hôm qua chúng ta đặt bắt được một con thú hoang, bữa trưa lần này có đồ ăn ngon rồi. bắt được con gì? Lâm đạm vén rèm lên nhìn một cái, nhất thời cười khẽ. được, buổi trưa chúng ta ăn thịt thỏ kho và gà rang. thịt gà rừng trơn nhẵn, được tên gọi đẹp là thịt trồng trên trời bất luận dùng cách gì để nấu cũng ngon vô cùng cho gà rừng gừng non tiêu ngâm đã băm nhuyễn bỏ vào chảo xào lăn cho thêm nửa chén nước vào đun nhừ một lát là ăn được dùng phương pháp này xào chế gà rừng sẽ có cảm giác tươi non tủy trong xương sẽ chảy ra ngoài hòa với nước dùng châu cây không cần thêm thêm bộ canh vào thì cũng vô cùng ngon miệng trộn thêm cơm trắng là có thể ăn một bữa thỏa thích đi đôi với lời tự thuật của lâm đạm mọi người vừa ăn cơm no không được bao lâu lại bắt đầu nuốt nước miếng, hận không thể làm thời gian nhanh hơn một chút, một khắc sau là trưa. Giam thỏ hoang với gà rừng vào đi, chúng ta lên đường. Lâm đạm nhìn về phía ba tráng hán, ông Thanh nói, ba vị đại ca, chúng ta từ biệt từ đây, cảm ơn các ngươi giúp đỡ chúng ta suốt dọc đường. Lâm trưởng quầy khách sáo. Triệu lục vội vàng nuốt nước bọt, nụ cười ngượng ngùng. Cáo từ. Nam tử khôi ngô lên ngựa, hơi chấp tay một cái, la thiết thủ cởi giày xuống kiểm tra, hình như bên trong có đá vụn rơi vào, khóe mắt gian xảo nhìn chầm chầm thỏ hoang và gà rừng. Không biết đang có ý gì, Lâm Đạm chào tạm biệt xong mới chậm rãi rời đi, La Thiết Thủ cẩn thận mang giày vào, nhảy lên tuấn mã, rầu rĩ nói, thủ lĩnh, hay là chúng ta hộ tống Lâm trưởng quầy đoạn đường đi. Rừng rậm phía trước trải rộng, địa hình hiểm yếu, nói không chừng sẽ có thổ phỉ những người làm của nàng đều là người phương Nam, vóc người thấp bé gầy yếu, sao bảo vệ được năm xe hàng hóa lớn như thế. Thiết thủ nói đúng, Lâm trưởng quầy làm người vô cùng tốt, lại là cô nương yếu đuối, chúng ta dù sao đã hoàn thành nhiệm vụ, đưa nàng đi một đoạn đường cũng không sao. Triệu lục vội vàng phụ họa, nam tử khôi ngô quay đầu ngựa nhìn đoàn xe, một lát sau gõ nhịp nói, vậy thì đuổi theo. Ba người dơ roi thuốc ngựa, đuổi theo rất nhanh, cách màn xe nói rõ ý định của mình với Lâm trưởng quầy. Lâm trưởng quầy tất nhiên rất cảm kích, tiểu trúc thì trừng lớn mắt như muốn lòi ra. Ba thùng cơm này thấy họ bắt được thỏ hoang với gà rừng, lại muốn tới ăn cơm chùa chứ gì. Một Nguyên văn kinh vi thiên nhân Chỉ trạng thái vô cùng kinh ngạc sợ hãi khi thấy một người nào đó, cho rằng chỉ có thần tiên mới có thể đạt tới trình độ của họ. Đối tượng như vậy có hai loại. Một là dung mạo không tầm thường, chim sa cá lặng bế nguyệt tu hoa hay là tay nghề khéo léo tuyệt vời